Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 135. Mặc dù sự việc đã qua, nhưng sóng gió nó mang đến lại không vì vậy mà dừng lại. Đặc biệt sau khi Tô Bối Bối biết chuyện đó đã lập tức tiến hành chấn chỉnh toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới, kết quả thật sự phát hiện có không ít người âm dương, có vài người là gián điệp do công ty khác phái tới, còn có đám người ẩn núp không rõ mục đích. Lúc này, Tô Bối Bối đang ở trong phòng làm việc tiếp tục tra cứu tư liệu của đám giám đốc, vừa xem vừa liên tục cau mày. Bỗng dưng ngoài người vang lên âm thanh huyên náo ầm ĩ. Trịnh Phó Tổng, người không thể vào. Trợ lý tiểu muội cố gắng ngăn cản người kia, Tô Tổng đang. Sau đó cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc bị người thô lỗ mở ra, chỉ thấy một người mặc tây trang tức giận xông vào, giơ tay đập một phát vào bàn làm việc của Tô Bối Bối, gào thét nói Tô Bối Bối. Ngươi có ý gì? Không sao đâu, ngươi ra ngoài đi. Tô Bối Bối từ tốn nói với trợ lý tiểu muội. Trợ lý tiểu muội vẻ mặt hối lỗi xin phép đi ra. Thì ra là Trịnh Phó Tổng, ngươi có việc gì sao? Lúc này Tô Bối Bối mới dương mắt nhìn người tới, vẻ mặt không đổi hỏi. Nam nhân mặc tây trang chậm rãi điều chỉnh hơi thở, có điều vẻ mặt vẫn cao có như cũ. Hắn nói với Tô Bối Bối, Tô Tổng, ngươi cần gì phải giả vờ với ta? Vừa nãy ngươi sa thải hơn 30 giám đốc điều hành, hơn 200 công nhân, đúng hay không? Đúng, có vấn đề gì sao? Tô Bối Bối thản nhiên đáp. Có vấn đề gì, lẽ nào đây còn không phải vấn đề lớn hả? Nam nhân tây trang sắp bùng nổ rồi, ngươi chưa nói gì đã thẳng tay sa thải nhiều giám đốc và công nhân như vậy. Công việc của ta còn chưa mở rộng, công ty phải chịu bao nhiêu tổn thất ngươi có biết không? Tô Bối Bối hờ hững nói, ta chỉ biết nếu như tiếp tục giữ bọn họ lại, thì công ty mới thực sự phải chịu tổn thất to lớn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nam nhân tây trang tức giận hỏi lại. Tự xem đi, Tô Bối Bối tiện tay chọn mấy phần tài liệu, ném đến trước mặt nam nhân kia, hơn 30 giám đốc điều hành ta sa thải toàn bộ đều là gián điệp do công ty khác phái tới, trong đó có 20 người là do ngươi dẫn tới, lại có 8 cái tên là ngươi đề xuất. Hơn 10 người còn lại cũng có quan hệ với ngươi dù ít dù nhiều. Đúng lúc này, Tô Bối Bối hử lạnh nói, Trịnh Hữu Công, ta còn muốn hỏi ngươi một chút, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đống tài liệu này của ngươi tuyệt đối là giả. Trịnh Hữu Công tùy tiện lật mấy cái, sau đó vứt sấp tài liệu sang một bên, mấy người đó đều là lão nhân sát cánh cùng công ty mười mấy năm, sao có thể là gián điệp của công ty khác được, ta thấy ngươi đang cố ý nhắm vào ta thì có. Tô Bối Bối lười lãng phí thời gian với người trước mặt, quyết đoán nói, ở công ty ngần ấy năm còn làm ra được loại chuyện ngồi trong bát thỏ ra ngoài, cho nên càng không thể tha thứ. Ta không báo cảnh sát bắt những người này đã là tận tình tận nghĩa rồi. Ngươi đang liều mạng cá chết lưới rách phải không? Gân xanh trên mặt Trịnh Hữu Công giật giật, phẫn nộ nói với Tô Bối Bối, có phải ngay cả ta ngươi cũng muốn sa thải chứ gì, ta không ngại nói cho ngươi biết. Năm đó ta là người do đích thân Tổng Giám Đốc Kiều Tiểu Kiều và Tổng Giám Đốc Diệp Mộng Oánh mời tới, ngươi thử động đến một sợi tóc của ta xem. Tô Bối Bối gật đầu, vô cùng chính trọng nói, năm đó đúng là ngươi có giá này, Tiểu Kiều tỷ và chị họ mời ngươi qua đây cũng là nước đi tốt. Nhưng ngươi không nên vào lúc họ rời đi mà cấu kết với người bên ngoài, làm ra hành động gây tổn hại lợi ích tới tập đoàn. Ngươi bớt nói thế đi. Trong lòng Trịnh Hữu Công sinh ra một cỗ xấu hổ không thể che giấu, lúc ta liều sống liều chết vì công ty ngươi còn đang đi học đấy, vậy mà giờ đây còn dám giáo huấn ta. Hiện tại là tổng giám đốc, chỉ họ giao lại công ty cho ta, tất nhiên ta phải vì công ty xử lý hết lũ sâu bọ đó, không có rảnh bàn về vấn đề tình cảm. Tô Bối Bối không bị ảnh hưởng, vẻ mặt từ đầu cuối đều là sự bình tĩnh, công lao, khổ lao của ngươi đều được chuyển vào tiền lương và tiền thưởng của ngươi. Trước giờ công ty đều không bạc đãi ngươi, cho nên không cần phải nói mấy lời thừa thãi đó đâu. Vậy ngươi thử sa thải ta xem. Trịnh Hữu Công nhìn hằn học Tô Bối Bối, có tin chỉ cần một hiệu lệnh của ta, hơn một nửa giám đốc điều hành đều sẽ rời đi theo ta, đến lúc đó để ta xem ngươi làm sao tiếp tục kinh doanh. Ngươi nói sai rồi, Tô Bối Bối cười nói, nếu như ngươi rời đi, sẽ không có bất kỳ ai đi theo ngươi. Nếu không tin thì ngươi có thể thử. Trịnh Hữu Công gào thét, Tô Bối Bối, ngươi dựa vào cái gì mà đối đãi với nguyên lão công thần của công ty như thế, ta thấy ngươi mới là kẻ nhân lúc Diệp Tổng và Kiều Tổng không ở đây tranh giành quyền hành đấy, ngươi đừng có mà mơ tưởng hão huyền, công
công ty không phải của riêng mình ngươi, càng không phải do ngươi mở, ta sẽ yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị, bãi bỏ vị trí tổng giám đốc của ngươi. Tô Bối Bối còn chưa nói gì thì một âm thanh lười biếng vang lên, không cần triệu tập hội đồng quản trị gì đó, nếu ngươi đã bị sa thải thì nhanh cút đi, đừng để ta ném ngươi ra ngoài. Đồ vớ vẩn từ đâu tới, dám đến đây làm loạn à? Trịnh Hữu Công nghe có người chĩa mỏ vào, nghĩ cũng chưa nghĩ đã mở miệng quở trách. Hạ Thiên bỗng dưng xuất hiện bên người Tô Bối Bối, rất tự nhiên chìa tay ra ôm eo nàng, vẻ mặt không vui nói với Trịnh Hữu Công, bây giờ công ty chính là của riêng bối nha đầu, nàng ấy nói gì thì chính là thế đó, ai dám đối nghịch bối nha đầu đều sẽ bị sa thải, một người cũng không cần. Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Trịnh Hữu Công liếc nhìn Hạ Thiên, phát hiện hắn có dung mạo bình thường, quần áo cũng không có chỗ nào đặc biệt, lập tức gầm lên, ngươi có tư cách gì mà nói linh tinh ở đây? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bối nha đầu, tên đần này vậy mà không biết ta. 20 năm rồi ngươi chưa từng chính thức lộ diện ở công ty, ai có thể nhớ được ngươi? Tô Bối Bối không vui nói. Nghe Tô Bối Bối nói vậy, Trịnh Hữu Công bỗng dưng trừng to mắt, biểu cảm khó tin chỉ tay vào Hạ Thiên, bị dọa tới mức nói lắp ngươi là Hạ Tiên Sinh. Xem ra cũng không phải không biết tí gì, Tô Bối Bối vừa cười vừa nói. Trịnh Hữu Công ngơ ngác một lúc, sau đó ánh mắt bỗng dưng sáng lên, nói với Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, ngươi có thể xuất hiện thật là tốt. Bây giờ ta xin tố cáo Tô Bối Bối, gần đây biểu hiện của nàng hoàn toàn không đủ tư cách, không những sa thải vô lý, còn không người loại bỏ công thần của Kiều Tổng và Diệp Tổng, rõ ràng tâm địa bất lương, mưu đồ bất chính. Hạ Thiên nhìn người này giống như nhìn kẻ ngốc, não người đâu có bệnh gì đâu, sao có thể nói ra lời thoại ngu ngốc như thế. Hạ Tiên Sinh, lẽ nào ngươi không lo lắng nàng ta sẽ bịa đặt vớ vẩn, rồi biến tập đoàn thần y thành sự nghiệp của riêng nàng ta sao? Trịnh Hữu Công nghi ngờ hỏi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu như bối nha đầu muốn thế, thì công ty này trực tiếp đưa cho nàng ấy điều hành. Tô Bối Bối hở hững nói, ta không thèm đâu. Hạ Tiên Sinh, mười mấy năm ngươi không đến công ty, chắc chắn không biết rõ tình hình của công ty, cũng không biết doanh thu mỗi năm của công ty khổng lồ cỡ nào. Trịnh Hữu Công đờ một lúc rồi tiếp tục nhắc nhở cho Hạ Thiên, Tô Bối Bối rõ ràng muốn nhắm chặt công ty trong tay mình, sau đó bòn rút lợi nhuận to lớn đó, nàng ta mới là con mò to nhất của công ty. Công ty có thể kiếm được bao nhiêu tiền ta không muốn biết, cũng không có hứng thú biết nó. Hạ Thiên bĩu môi, nhưng bối nha đầu là vợ ta, lời nói của nàng ấy chính là của ta, nàng nói xử lý ra sao thì là thế đó, đủ rõ ràng chưa? Trịnh Hữu Công lập tức á khẩu. Này, Hạ Thiên chết bầm, ta chưa phải vợ ngươi đâu, đừng nói linh tinh. Tô Bối Bối thuận miệng phủi sạch quan hệ, không thì ngươi vẫn nên để Lam Y Nhân đến quản lý công ty đi, suy cho cùng bây giờ nàng ta mới là nữ nhân thân mật nhất với ngươi. Vợ Tiểu Y Y đã nói ngươi quản lý rất tốt, vậy thì để ngươi làm đi. Hạ Thiên cười hì hì, nếu như ngươi cảm thấy mệt, có thể nghỉ ngơi chốc lát, đến lúc đó ta sẽ mát xa mỗi ngày cho ngươi, để ngươi vui vẻ. Tô Bối Bối tưởng tượng ra hình ảnh đó lập tức có phấn chấn, ta cảm thấy ta vẫn làm được, mát xa gì đó miễn đi. Hạ Tiên Sinh, ta cảm thấy, Trịnh Hữu Công không cam tâm, còn muốn tiếp tục đề nghị với Hạ Thiên, kết quả Hạ Thiên lười nghe, tiện tay ném hắn ra ngoài. Hạ Thiên lười biếng nói, bối nha đầu, đồ đần kiểu này ngươi cứ thẳng tay ném ra ngoài là được, không cần nói nhiều với hắn. Có gì phải từ từ nói, đây là công ty. Đừng độc ác như thế. Tô Bối Bối nói xong liền gọi điện thoại, thông báo cho bảo vệ qua đây dẫn Trịnh Hữu Công đi. Hạ Thiên ôm lấy Tô Bối Bối, cười hì hì nói, ngày mai ta đi núi Trung Nam, bối nha đầu, không phải ngươi thích đi du lịch đó đây sao, có muốn đi cùng ta không? Thôi đi, Tô Bối Bối lắc đầu từ chối, gần đây công ty xử lý không ít người, có thể sẽ có chút láo nháo, ta phải ở lại ổn định công ty, không rảnh rong chơi với ngươi. Hạ Thiên thấy Tô Bối Bối đúng là không có suy nghĩ đi ra ngoài chơi, sau khi đùa giỡn một hồi phát hiện nàng vẫn chuyên tâm làm việc, cũng không làm phiền nàng nữa, bóng dáng lóe lên liền rời đi. Một bên khác, Lam Y Nhân làm xong tất cả công việc không khỏi xoay cổ, có chút cảm khái nói một câu, làm việc không dễ dàng mà, có điều tại sao cảm thấy vững vàng hơn trước nhỉ? Đó là vì nàng có một người chồng tốt. Hạ Thiên bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Lam Y Nhân,
một phát ôm lấy nàng. "A, chồng, sao chàng lại tập kích như thế, dọa chết người ta rồi." Lam Y Nhân lộ vẻ kinh ngạc, có điều vẫn giơ tay đánh yêu hắn. Hạ Thiên cười hì hì, cái này không phải bỗng dưng tập kích, mà là bất ngờ, có vui hay không? Được rồi, Lam Y Nhân vừa cười vừa lắc đầu, thưởng cho Hạ Thiên một nụ hôn, đây là phần thưởng của chàng. Hạ Thiên lắc đầu, chưa đủ. Thế chàng muốn gì? Ánh mắt Lam Y Nhân óng ánh sóng nước, vẻ mặt e ấp nói. Hạ Thiên không thèm suy nghĩ liền nói, muốn. Thế là lược bỏ 10.000 chữ miêu tả chuyện gì phía sau. Ngày thứ hai, Ninh Nhụy Nhụy dẫn theo Thạch Thuần đến trạm cao tốc. Sau khi lên tàu, Thạch Thuần nhìn chỗ trống đằng trước, ngoảnh đầu nói với Ninh Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy tỷ, sao không thấy anh dễ thế? Chúng ta không chờ hắn sao? Không cần chờ, Ninh Nhụy Nhụy tiện tay cầm một cuốn tạp chí, thản nhiên lật xem. Thạch Thuần không hiểu hỏi, tại sao? Hôm qua hắn đi tìm Lam Y Nhân, người nói xem tại sao? Ninh Nhụy Nhụy nhìn Thạch Thuần nói. Thạch Thuần ngơ ngác, sau đó trong mắt xoay chuyển, lập tức hiểu ra, tiếp theo phát hiện ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy nhìn nàng không đúng lắm liền biến sắc, vẻ mặt ngây thơ hỏi, không biết nha, Nhụy Nhụy tỷ, rốt cuộc là sao thế? Ngươi tém lại đi, Ninh Nhụy Nhụy gõ vào ót Thạch Thuần, ngươi chính là Tiểu Hạ Thiên, trong lòng đen tối vậy mà còn giả vờ ngây thơ cái gì? Thạch Thuần mở to mắt, cười hì hì, ta thật sự không biết mà. Biết cũng được, không biết cũng được. Ninh Nhụy Nhụy đeo bịt mắt, dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, không cần chờ hắn đâu, đến lúc đó hắn sẽ tự xuất hiện. Trong lòng Thạch Thuần cũng nghĩ vậy, không tiếp tục hỏi nữa, mà ăn bánh và đồ ăn vặt do nhân viên phục vụ mang tới. Đây là ghế ngồi thương mại, trong toa chỉ có 5 chỗ ngồi, rõ ràng vừa yên tĩnh vừa trống trải, bốn phía chỉ có mỗi tiếng ăn uống nhóp nhép của Thạch Thuần vang lên. Lúc sắp xuất phát lại có 2 người đi vào. Vậy mà lại là một đạo sĩ trẻ dẫn theo một nữ trợ lý, chậm rãi đi vào. Ấy, hai vị ngại quá, bần đạo làm phiền rồi. Lúc đạo sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy ánh mắt hắn bỗng dưng sáng lên, cực kỳ khách khí nói. Ninh Nhụy Nhụy bỏ bịt mặt xuống, liếc nhìn đạo sĩ kia, gật đầu coi như chào hỏi. Ngươi là đạo sĩ hả? Thạch Thuần liếc nhìn người mặc đạo bào, trong tay cầm phất trần, không khỏi tò mò hỏi. Là đạo sĩ thật hay là đồ lừa đảo vậy? Cô nương thật là biết đùa. Đạo sĩ trẻ tuổi cười hai tiếng, chậm rãi đi đến ghế trước, sau khi ngồi xuống lại nói, bần đạo tên Mã Giật Trần, thuở nhỏ xuất gia, đương nhiên là đạo sĩ hàng thật giá thật, nếu như là giả thì cho ngươi đổi đấy, đây là danh thiếp của ta. Nói xong Mã đạo trưởng liền lấy ra 2 tấm danh thiếp vàng chóe từ chỗ nữ trợ lý, đưa cho Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần. Ồ, ta là Thạch Thuần. Đây là chị ta Ninh Nhụy Nhụy. Thạch Thuần cười hì hì giới thiệu. Mã đạo trưởng nghe thấy tên của Ninh Nhụy Nhụy liền cảm thấy hình như đã nghe ở đâu rồi, tỉ mỉ nghĩ lại thì không có manh mối gì, chỉ nói, hai vị đều là nhân vật tiên tử, tên cũng đúng tràn ngập ý thơ, bần đạo gặp được hai vị đúng là phúc ba đời. Đạo trưởng khách khí rồi. Ninh Nhụy Nhụy lễ phép nhận danh thiếp, liếc một cái liền tiện tay thu lại, hoàn toàn không để ý chi. Ấy! Ngươi là đạo sĩ của núi Trung Nam sao? Thạch Thuần lật danh thiếp, có chút bất ngờ nói, đúng lúc chúng ta muốn đi núi Trung Nam. Trong mắt Mã đạo trưởng lóe lên một tia sáng, nụ cười càng lúc càng sáng lạn, vậy thì khéo quá, bần đạo là trụ trì của Linh Thiền Quân tại núi Trung Nam, nếu như hai vị không ghét bỏ thì đến lúc đó cứ để bần đạo tận tâm tận nghĩa. Thạch Thuần ồ một tiếng, giơ ngón tay cái, ngươi trẻ như vậy đã là trụ trì rồi, lợi hại thế, đúng là tuổi trẻ có tài. Đâu có, đâu có. Mã đạo trưởng giống như được kích thích hút mần, tinh thần cả người sán lạn, tươi cười khắp mặt nói, có thể gặp được hai vị cũng coi như là có duyên, không biết hai vị xưng hô sao nhỉ, có tiện để lại phương thức liên lạc không, bần đạo biếu hai vị mỗi người một viên tiên đan do ta đích thân luyện chế. Ninh Nhụy Nhụy nghe vậy không khỏi cau mày, trong lòng đã liệt đạo sĩ này vào hàng lừa đảo. Wow, tiên đan, Thạch Thuần lại vô cùng bất ngờ. Con người tỏa sáng lung linh, lẽ nào Mã đạo trưởng là thần tiên à? Thần tiên thì chưa phải, chỉ là người tu hành thôi. Mã đạo trưởng không khỏi khiêm tốn, bày ra phong thái, đặc biệt là con đường luyện tiên đan, coi như có chút thành tựu, nếu như hai vị thấy hứng thú thì có thể tham gia tiên hội linh thiền nhất do ta thành lập, ngoại trừ mỗi tháng đều sẽ có một viên tiên đan,
Bần đạo còn có thể giúp các ngươi giải quyết tất cả nghi ngờ trong đời, thậm chí cùng nhau tu hành đại đạo chưa biết chừng. Không cần nói thì Ninh Nhụy Nhụy trên cơ bản đã có thể xác định người này là một kẻ lừa đảo, cái gì mà tiên đan đại đạo chứ, tu hành giải quyết phiền não, đều là mánh lưới lừa tiền lừa sắc. Thật sao, người giỏi thế? Thạch Thuần gần như tin hắn, ánh mắt xoay vòng vòng, mới thế đã tỏ vẻ bị mê hoặc, Nhụy Nhụy tỷ, chúng ta nhập hội đi. Người thích thì chơi, ngược lại ta không có hứng thú. Ninh Nhụy Nhụy thở dài một hơi. Nàng không lo lắng Thạch Thuần có bị tên này lừa hay không, vì đây chính là phiên bản nữ của Hạ Thiên, nàng ta chơi đùa người khác đâu có kém, dường như ngoại trừ Hạ Thiên thì không ai có thể chơi lại nàng. Mã đạo trưởng thấy Ninh Nhụy Nhụy thật sự không hứng thú gì, thế là lại tung ra đề tài khác, nếu như Ninh tiểu thư không hứng thú với tu hành, thì ở chỗ bần đạo còn có vài đan dược dưỡng nhan, có thể làm cho nhan sắc không già, vĩnh viễn trẻ đẹp. Chỉ cần nuốt là nhanh chóng trở nên rạng rỡ. Khiến vẻ ngoài của ngươi nâng cấp thêm một bậc. Không thể không nói, vị mã đạo trưởng này còn rất hiểu tâm lý con gái, trên thế giới này có tồn tại nữ nhân không thích tu tiên, nhưng tuyệt đối không có người phụ nữ nào không quan tâm nhan sắc. Ninh Nhụy Nhụy nghe vậy thở dài, nói với hắn, mã đạo trưởng, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, mọi người cũng chỉ ngồi cùng một chuyến tàu, đến đích liền mỗi người một việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi là ai ta cũng không muốn biết, việc của ngươi ta cũng không hứng thú, mời ngươi yên lặng đừng làm phiền chúng ta, được không? Ha ha, nếu đã vậy là do bần đạo rồi. Mã đạo trưởng không ngờ tới Ninh Nhụy Nhụy sẽ trực tiếp nói ra, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn duy trì sự lễ phép nên có. Thế là trong toa tàu lập tức yên tĩnh lại. Qua một lúc, Thạch Thuần bỗng nhiên quay người nói với mã đạo trưởng, ta có chút hứng thú với viên dưỡng nhan đan của ngươi đó, có thể cho ta một viên không? Khóe miệng mã đạo trưởng hơi nhếch lên, trong lòng đắc ý, mặc dù nói nữ nhân họ Ninh kia lễ phép, nhưng cô bé học thạch này càng xinh đẹp hơn, nếu như có thể lừa được cô ta đến tay cũng coi như không lỗ. Thạch tiểu thư khách khí rồi, chỗ bần đạo vừa vặn còn có một bình. Mã đạo trưởng cố áp chế biểu cảm trên mặt, lộ ra nụ cười hòa nhã dễ gần. Bảo nữ trợ lý bên cạnh lấy ra một bình nhỏ, trong bình chỉ có 3 viên, Thạch tiểu thư đừng chê ít, ngươi phải biết rằng luyện đan không dễ. Có điều nếu như ngươi tham gia vào tiên hội linh thiền nhất của ta, thì sau khi dùng xong bất cứ lúc nào cũng có thể đến chỗ bần đạo lấy. Đúng rồi, có phải uống xong là trở nên xinh đẹp hơn phải không? Thạch Thuần vẻ mặt ngây thơ nói. Mã đạo trưởng không nghi ngờ gì gật đầu nói, tất nhiên, bần đạo lấy nhân cách ra đảm bảo. Vậy ta thử xem sao, nếu như hiệu quả tốt thì ta sẽ gia nhập hội gì đó của ngươi. Thạch Thuần nhận bình nhỏ rồi lập tức đổ ra một viên ném vào trong miệng, sau đó nhai, mùi vị gần giống đậu chiên. Mã đạo trưởng mở cờ trong bụng, những dưỡng nhan đan gì đó thật ra công dụng lớn nhất không phải dưỡng nhan sắc, mà là khống chế tâm trí người khác, hơn nữa cực dễ gây nghiện. Bất kể là ai chỉ cần ăn đan được này, thì nhất định sẽ bị hắn khống chế. Từ đó do hắn sử dụng, không thoát ra được. Hình như không có hiệu quả gì nha. Sau khi Thạch Thuần nhai xong, tiện tay sờ mặt, không có cảm giác gì hết. Mã đạo trưởng, có phải ngươi cho ta đan dược giả rồi không? Mã đạo trưởng cũng đơ luôn, lúng túng cười, chắc là ăn một viên không đủ. Phải không? Thạch Thuần dốc hết 2 viên còn lại rồi ném vào trong miệng, nàng thật sự coi nó như đậu hũ mà nhai, vẫn không có cảm giác gì. Sao có thể? Đan dược này là đích thân bần đạo luyện chế, sao có thể không có tác dụng chứ? Mã đạo trưởng cũng có chút kỳ lạ, trước đó những nữ nhân khác chỉ cần ăn một viên là đã lộ vẻ biểu cảm si dại, sau đó cực kỳ nghe lời hắn mới đúng, sao họ Thạch trước mắt này lại mất tác dụng nhỉ? Mã đạo trưởng, người còn có đan dược khác không, lấy hết ra để ta ăn đi, có khi có hiệu quả đấy. Thạch Thuần mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mã đạo trưởng ngây ngốc. Trong lòng cũng nghĩ thế, khả năng là thể chất của Thạch Thuần có chút đặc biệt, cần lượng lớn đan dược mới hiệu quả, thế là nói với nữ trợ lý, lấy một bình tiên đan mà bần đạo luyện chế ra. Gọi là tiên đan kỳ thật cũng giống như những dưỡng nhan đan lúc trước, chẳng qua hiệu quả càng mãnh liệt hơn, phàm là người tham gia tiên hội linh thần nhất của hắn đều bị loại đan dược này khống chế, không ai có thể thoát ra. Đây là bình tiên đan, ở bên trong cũng có 3 viên. Lúc này mã đạo trưởng không khỏi nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy,
phát hiện nàng không hề có phản ứng gì, vậy nên tiếp tục nói, cơ mà dược lực dị thường mãnh liệt, sau khi ngươi ăn xong nếu như có gì không đúng vậy thì đừng ăn nữa. Không cần phiền phức vậy đâu, Thạch Thuần không nói lời nào trực tiếp mở nắp bình, kế đó đổ tất thuốc vào miệng. Ấy, Thạch tiểu thư, ngươi, Mã đạo trưởng vô cùng kinh ngạc, đan dược này dù là trai tráng cũng sẽ xuất hiện một số tác dụng phụ, hắn thật sự lo lắng Thạch Thuần xảy ra chuyện khiến lát nữa hắn không xử lý được. Hình như không có, a, à, Thạch Thuần bỗng dưng trợn to mắt, sau đó trong miệng trào ra máu tươi, cả người run rẩy mãnh liệt, sau đó ầm một tiếng lăn đùng ra đấy, tứ chi bắt đầu co rút. Thất khiếu của Thạch Thuần đang chảy máu ào ào, dáng vẻ thật sự đau khổ không chịu nổi, chỉ vào Mã đạo trưởng, thống khổ hét lên, trong đan dược có độc. Động tĩnh trong toa xe lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhân viên phục vụ, mắt thấy sắp đẩy cửa tiến vào. Hắn hạ độc giết ta, Thạch Thuần chỉ vào Mã đạo trưởng hét lên câu cuối, sau đó tắc thở ngã xuống. Không, không, không liên quan đến ta, tuyệt đối không liên quan đến ta. Mã đạo trưởng bị dọa cho cả người đều run rẩy, kéo lấy nữ trợ lý điên cuồng chạy khỏi toa xe. Ấy, vị tiên sinh này, tàu khắp khởi động rồi, người đừng, nhân viên phục vụ cố gắng ngăn lại. Tàu đã sắp xuất phát, đèn ở ngoài cửa cũng sắp tắt, Mã đạo trưởng điên cuồng xông ra ngoài, thiếu chút nữa bị cuốn vào vết nứt giữa tàu và đường ray, trực tiếp bị dọa sợ ngất xỉu trên sân ga. Đúng lúc này, Thạch Thuần sờ vết máu trên mặt mình, rất thục nữ quay lại vị trí ngồi của bản thân, nhân viên phục vụ đẩy cửa vào lên tiếng hỏi, xin hỏi xảy ra chuyện gì thế? 5 giờ sau, tàu điện ngầm đến trạm Trường An. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần trực tiếp xuống xe, bọn họ không lập tức đi núi Trung Nam mà chọn một nhà hàng món Trung ở vị trí cực yên tĩnh, đặt phòng riêng gần cửa sổ, liếc nhìn xe cộ náo nhiệt bên ngoài. Nhụy Nhụy tỷ, tại sao chúng ta không trực tiếp đến núi Trung Sơn vậy? Thạch Thuần vô tư ăn đồ ăn vặt, một bên không hiểu nhìn Ninh Nhụy Nhụy, đợi anh rể đến đây hả? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười nói Thạch Thuần, nói, Hạ Thiên thì không cần đợi, lúc nào hắn dậy sẽ tìm đến đây. Vậy ở đây làm gì? Thạch Thuần có chút tò mò, bỗng dưng không biết nghĩ đến cái gì mà tròng mắt đảo vòng vòng, lẽ nào Nhụy Nhụy tỷ lạc lối rồi, đến đây gặp người tình. Lạc lối cái đầu ngươi, ta đào đâu ra người tình chứ? Ninh Nhụy Nhụy tức giận ôm lấy đầu Thạch Thuần, dùng ngón tay chọc vào, ngươi và Hạ Thiên học cái gì thế, có nói lời bình thường chút không? Thạch Thuần lập tức xin tha, á, đau đau, Nhụy Nhụy tỷ, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Trước tiên tha cho ngươi, Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy có người đi về phía các nàng, không khỏi trừng mắt với Thạch Thuần, sau đó buông nàng ra, sau này không được nói những câu vớ vẩn như thế, biết chưa? Biết rồi. Thạch Thuần trốn được một kiếp liền ngoan ngoãn gật đầu. Ta qua đây gặp một người bạn cũ, có chút việc muốn hỏi nàng ấy. Ninh Nhụy Nhụy thấp giọng nói với Thạch Thuần, lát nữa ngươi ở bên cạnh nghe là được rồi, đừng phát ra âm thanh. Thạch Thuần tò mò hỏi, bạn cũ của ngươi là trai hay gái, trông như nào, làm nghề gì? Là ngươi muốn hỏi, hay là hỏi thay Hạ Thiên? Ninh Nhụy Nhụy với ánh mắt bất thiện nhìn Thạch Thuần. Trong mắt Thạch Thuần lập tức liếc ra bên ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi chút thôi. Không bao lâu sau, chỉ thấy một nữ nhân yêu nhã tầm 3 năm tuổi bước từng bước nhỏ nhặt tiến vào phòng riêng, trên mặt là nụ cười hiền lành, xin lỗi Nhụy Nhụy, ta đến muộn rồi. Không sao, chúng ta cũng vừa mới đến thôi. Ninh Nhụy Nhụy tiến lên tiếp đón. Ngươi lại trở nên đẹp hơn rồi. Nữ nhân yêu nhã cười hì hì kéo tay Ninh Nhụy Nhụy, ta vẫn có chút ngại ngùng. Mấy năm không gặp hôm nay bỗng dưng mời ngươi ăn cơm, sợ ngươi nói ta đường đột. Ninh Nhụy Nhụy khoát tay, vừa cười vừa nói, Nghiên tỷ, ngươi mời ta ăn cơm có gì mà đường đột, ta vui còn không kịp. Ấy, ngươi biết nói chuyện hơn trước đấy. Nữ nhân yêu nhã cười đến mức hai mắt cong cong, lúc đến gần mới nhìn thấy Thạch Thuần, không khỏi cười nói, tiểu cô nương xinh đẹp này là ai thế? Nàng là em gái ta, tên Thạch Thuần, hôm nay đi chơi với ta. Ninh Nhụy Nhụy giới thiệu. Nữ nhân yêu nhã đánh giá Thạch Thuần, không khỏi cảm khái nói, thật là xinh đẹp, giống hệt tiểu tiên nữ ấy. Vị này là Cao Nghiên, huấn luyện viên của đội nhảy cầu, người gọi Cao tỷ tỷ hoặc Nghiên tỷ tỷ đều được. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng giới thiệu với Thạch Thuần. Thạch Thuần cười chào hỏi, xin chào Cao tỷ tỷ. Ngoan quá đi, Cao Nghiên ngồi xuống bên cạnh Thạch Thuần, sau đó nói với Ninh Nhụy Nhụy, gọi món chưa?
Gọi vài món rồi, người muốn ăn gì thì gọi đi. Ninh Nhụy Nhụy chuyển thực đơn sang, mấy món người thường ăn ta đã gọi rồi, hẳn là sắp mang lên. Vậy thì được rồi, Cao Nghiên không dở thực đơn, mà tiện tay đặt sang một bên, ngại quá, ta mời khách mà lại để các ngươi chờ, thật sự xin lỗi, chỉ là có chút việc nên chậm trễ. Không sao, Ninh Nhụy Nhụy cười lắc đầu, ta cũng đã sớm muốn mời Nghiên tỷ ăn cơm, hôm nay ta mời là được rồi, đó là vinh hạnh của ta. Được nha, càng ngày càng biết nói chuyện, Cơ Nghiên vẻ mặt vui mừng liếc nhìn Ninh Nhụy Nhụy, chắc là đã có bạn trai nhỉ, IQ trở nên cao hơn, miệng cũng ngọt hơn. Được rồi, Nghiên tỷ đừng chọc ta nữa. Ninh Nhụy Nhụy nghiêm túc nói, Nghiên tỷ, ngươi mời ta ăn cơm chắc chắn là có việc quan trọng đúng không? Cao Nghiên không khỏi mỉm cười, nếu như ta nói nhớ ngươi, chắc ngươi không tin đâu. Chắc chắn rồi, Ninh Nhụy Nhụy quyết đoán lắc đầu, hoàn toàn không hợp với tính cách của Nghiên tỷ, ngươi là người cảm tính, càng không thích làm những việc kỳ lạ. Đúng là hiểu ta sợ ngươi nói ta bạc tình, lâu như vậy không thèm liên lạc. Cao Nghiên từng được coi là huấn luyện viên của đội nhảy cầu, nhưng trước giờ nghiêm khắc có tiếng, sau khi nàng giải nghệ tính cách mới dần dần dịu lại. Bây giờ Ninh Nhụy Nhụy trải qua thăng trầm, học được cái gì là nội liếm, không bộp chộp như trước nữa, Nghiên tỷ, ngươi khách sáo quá. Với giao tình của chúng ta không cần phải nói cái này. Có việc gì hoàn toàn có thể nói thẳng. Bất kể trước đó quan hệ thân mật bao nhiều năm không liên lạc mà bỗng dưng thường xuyên liên lạc, thật ra chỉ có hai nguyên nhân, một là mượn tiền, hai là có việc cần giúp. Nhưng Ninh Nhụy Nhụy lại biết nguyên nhân Cao Nghiên tìm nàng tuyệt đối không thể là hai kiểu đó, cho nên mới không khỏi tò mò, đặc biệt qua đây gặp nàng. Thạch Thuần đúng là rất nghe lời ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng rót trà cho hai người. Là thế này, có việc ta muốn chứng thực với ngươi. Cao Nghiên do dự trong chốc lát, sau đó vẫn quyết định nói thẳng ra, chính là Tiền Mẫn Mẫn, ngươi còn nhớ không? Tiền Mẫn Mẫn, Ninh Nhụy Nhụy dừng 2-3 giây, sau đó ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Cao Nghiên cho rằng Ninh Nhụy Nhụy không nhớ, thế là nhắc nhở, năm đó nàng gia nhập đội nhảy cầu sớm hơn ngươi 2 năm, lúc bắt đầu cũng là hạt giống quán quân được bồi dưỡng trọng điểm, nhưng chính là lại IQ quá thấp, thường xuyên đến muộn nữa, còn hạ thuốc ngươi, cuối cùng bị loại. Nhớ ra rồi, Ninh Nhụy Nhụy thật sự nhớ rõ. Bởi vì mấy tháng trước nàng và Hạ Thiên đã gặp phải nữ nhân này ở bí cảnh dưới biển, có điều nữ nhân này đã chết tại đó rồi, Nghiên tỷ, bỗng dưng ngươi nhắc đến nàng làm gì? Bởi vì mấy ngày trước nàng tìm ta, Cao Nghiên vẻ mặt mê man, còn tỉ mỉ hỏi thăm việc của ngươi, lúc đó ta cảm thấy trạng thái của nàng không đúng cho lắm, thế nên không nói gì với nàng cả. Sau đó ta nghe ngóng thì biết nàng đang hỏi thăm việc của ngươi khắp nơi. Ninh Nhụy Nhụy nghe vậy không khỏi lộ biểu cảm anh ra đen dấu hỏi chấm, Nghiên tỷ, không phải ngươi nhầm người chứ? Không thể nào, tuyệt đối không nhầm được. Cao Nghiên nghiêm túc nói, đi cùng nàng còn có hai vệ sĩ áo đen, trên vai nàng còn có một con khỉ kỳ lạ nữa. Ngươi nói thật sao? Chờ đã, khỉ ư? Ninh Nhụy Nhụy kinh ngạc không thôi, trong đầu nhớ lại cảnh tượng lúc nàng và Hạ Thiên gặp Tiền Mẫn Mẫn ở dưới đáy biển. Nghiêm khắc mà nói thì nàng và Hạ Thiên không tận mắt thấy Tiền Mẫn Mẫn chết, chỉ thấy nàng bị Viên Văn Ngạn dáng vẻ con khỉ ném xuống sông. Lẽ nào bọn họ còn sống sao, nhưng lúc đó bí cảnh trực tiếp nổ tung, bọn họ không có lý nào lại sống được. Ta không biết tại sao nàng hỏi thăm việc của ngươi, nhưng cảm giác trong lòng có chút không yên. Cao Nghiên vô thức đè nén giọng nói, cho nên muốn nhắc nhở ngươi khoảng thời gian này tốt nhất nên chú ý chút. Ta biết rồi. Cảm ơn Nghiên tỷ nhắc nhở. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì, cơ mà ở lâu với Hạ Thiên nàng thật sự học được bản lĩnh mặt không đổi sắc cho dù núi Thái Sơn có sập. Sau đó hai người không nói về chuyện này nữa, mà nói vài việc thú vị lúc ở đội nhảy cầu, trông rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, Cao Nghiên lập tức chào tạm biệt. Ninh Nhụy Nhụy cũng không giữ lại, bởi vì nàng vẫn còn đang nghĩ đến việc ở bí cảnh dưới đáy biển. Nàng mơ hồ cảm giác được hình như có dương mưu nào đó đang bao vây nàng, không, chính xác mà nói thì là bao vây Hạ Thiên. Nhụy Nhụy tỷ, ra khỏi nhà ăn, Thạch Thuần bỗng dưng gọi Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy tỉnh táo lại, hỏi, sao thế? Thạch Thuần cười hỏi, ngươi thích ngồi xe nhãn hiệu gì? Hả, Ninh Nhụy Nhụy không biết Thạch Thuần hỏi như vậy là có ý gì?
Thạch Thuần giơ tay chỉ về phía trước, bên ngoài có 3 lượt xe, chuẩn bị 3 chiếc khác nhau, đoán chừng là khi chúng ta vừa ra khỏi nhà hàng sẽ bảo chúng ta chọn. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy được mấy người vô cùng rõ ràng, trông có vẻ không phải đồng bọn, nhưng đều nhìn chằm chằm cửa nhà hàng. Đương nhiên phải chọn ngồi xe quý rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, quý phải thoải mái chút, ta còn muốn đánh một giấc trên xe. Thạch Thuần nghe thấy âm thanh này lập tức vui vẻ, ấy, anh rể cuối cùng cũng đến rồi. Đến từ lâu rồi, Hạ Thiên ngáp lên ngáp xuống, thấy các ngươi nói nhảm với người bên trong nửa ngày. Thạch Thuần nhăn mũi, bất mãi nói, đến sớm thế sao không xuất hiện đi, hại chúng ta còn lo lắng cho ngươi. Lo lắng cho ta ư, Thuần nha đầu, ngươi có nhầm không vậy? Hạ Thiên không vui nói. Đâu có, Hạ Thiên nghiêm chỉnh nói, lo lắng người bị y nhân tỷ vắt kiệt, dù sao thì ngươi cũng không còn trẻ, phải dùng tiết kiệm cái thắt lưng một chút, bên trong còn có cổ phần tương lai của ta nha. Thuần nha đầu, ngươi ngứa ra à? Hạ Thiên sao lại không nghe ra được nha đầu này đang nói hắn thận hư? Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa. Ninh Nhụy Nhụy có chút hạn hán lời, hai người này hễ mà gặp nhau là phải gây lộn một trận, thường bỏ lỡ chính sự, vẫn nên nghĩ cách giải quyết tình huống bên ngoài đi. Hạ Thiên tỏ vẻ chẳng sao cả, có cách gì tốt ta đã sớm nói rồi, xe ai quý nhất thì ngồi xe đó. Ngươi không sợ có bẫy sao? Ninh Nhụy Nhụy hỏi vặn lại. Hạ Thiên cười hì hì, ta chỉ sợ không có bẫy thôi. Được rồi, Ninh Nhụy Nhụy nhớ Hạ Thiên không những là một người gây họa, mà còn là một kẻ cuồng chiến đấu sợ thiên hạ không đủ đô, vậy còn nghĩ gì nữa, đi thôi. Thế là 3 người cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng. Mấy lượt người kia nhìn thấy bọn họ lập tức xông đến chặn lại. Ninh tiểu thư, gia chủ nhà ta mời ngươi đi cùng chúng ta một chuyến. Ninh tiểu thư, ông chủ chúng ta có lời mời. Ninh tiểu thư, mời lên xe. Những người đó càng ngày càng không khách khí, thấy hình dáng cộm cộm trong ngực bọn họ không cần đoán cũng biết chắc chắn có mang theo vũ khí, giống như không thể từ chối nhà nào cả. Ninh Nhụy Nhụy nhìn những người này, trong lòng không khỏi suy đoán kẻ đứng sau bọn họ rốt cuộc là ai. Trong mắt Thạch Thuần đảo một vòng, bỗng nhiên nghiêm túc nói, các ngươi muốn làm gì? Hẹn trước chưa? Xếp hàng chưa? Đặt cọc chưa hả? Đoàn người nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng không biết nhà đầu này đang nói gì. Nhụy Nhụy tỷ là minh tinh thể dục nổi tiếng toàn cầu, các ngươi nói mời là mời à? Lúc này Thạch Thuần đã nhập vai người quản lý, không đưa được phí ra sân 7 con số, các ngươi có cảm thấy xấu hổ không thế? Thạch Thuần nói như vậy cũng không sai, độ nhận diện của Ninh Nhụy Nhụy ở giới thể dục rất cao, bình thường công ty mời nàng làm người phát ngôn, quảng cáo, tham dự sự kiện đúng là chưa từng gián đoạn. Có điều 3 đoàn người trước mặt rõ ràng đến với ý xấu, chỉ là bị lời nói của Thạch Thuần quấn chặt, nhất thời không phản ứng kịp. Được rồi, tránh ra. Nhụy Nhụy tỷ có thông báo đây. Thạch Thuần bá đạo đẩy đám người kia, sau đó không coi ai ra gì dẫn Ninh Nhụy Nhụy đi về phía trước. Một lúc sau, đám người đó cuối cùng cũng phản đứng lại, bản thân vậy mà lại bị một con nhóc dọa dẫm. Đứng lại, những người kia lập tức đuổi theo, tiếp tục ngăn cản Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, còn về Hạ Thiên thì từ đầu đến cuối đều bị coi như kẻ vô hình. Các ngươi muốn gì? Thạch Thuần chắn trước người Ninh Nhụy Nhụy, nếu dám làm loạn ta sẽ báo cảnh sát đấy. Đừng căng thẳng, chúng ta không có ý xấu, chỉ là chủ nhân của chúng ta thật sự có việc tìm Ninh tiểu thư. Trong đó có một nam tử dáng người cao to mặc Âu phục trắng thản nhiên nói. Chủ nhân của chúng ta ở ngay bên cạnh, Ninh tiểu thư, ngươi cứ đi với chúng ta gặp ông chủ trước đi. Một tráng hán ăn mặc tương đối tùy tiện không vui nói, dám cho ông chủ ta leo cây, các ngươi phải biết rõ hậu quả đấy. Ông chủ mấy người là cái thá gì? Người nói chuyện là một nữ nhân trẻ tuổi mặc sườn xám, giữa eo treo số hiệu 13, không sợ hãi liếc nhìn hai người còn lại, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp, nhìn thấy chưa, Ninh tiểu thư phải đi với ta, ai dám ngăn cản thì đừng nghĩ lăn lộn ở Trường An nữa. Hai người đó nhìn thấy danh thiếp mà nữ nhân mặc sườn xám lấy ra, đúng là không dám nói gì nữa, lùi sang một bên gọi điện thoại. Ninh tiểu thư, cả vị cô nương này nữa, mời lên xe. Nữ nhân sườn xám trông thấy hai đoàn người lùi bước lập tức cười đắc ý, giơ tay vẫn một chiếc Rolls Royce Phantom, hội trưởng chúng ta đang đợi ngươi.
Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn Hạ Thiên, kết quả chỉ thấy hắn đang ngáp lên ngáp xuống, thế là nói, được, vậy thì đi gặp. Nói xong, Ninh Nhụy Nhụy dẫn Thạch Thuần lên xe. Hạ Thiên vừa muốn bước lên thì nữ nhân sườn xám chìa tay ngăn hắn lại, ngươi không thể lên xe. Hắn là bạn của ta, sẽ đi cùng ta. Ninh Nhụy Nhụy kéo cửa sổ xe xuống, nói với nữ nhân kia. Nữ nhân mặc sườn xám treo lên nụ cười giả dối, ngại quá, hội trưởng chúng ta không thích nam nhân, càng không muốn thấy bất kỳ nam nhân nào, cho nên hắn không thể lên. Thế hội trưởng các ngươi chắc là đồ xấu xí không dám gặp người. Hạ Thiên lười biếng ngáp. Vị tiên sinh này, tốt nhất là ngươi nên chú ý ngôn từ. Nữ nhân kia cau mày lại, lạnh giọng cảnh cáo, ở Trường An mà dám bất kính với hội trưởng chúng ta, kết cục đều không hề tốt gì. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, nếu không để hắn đi thì chúng ta cũng không đi. Chỉ sợ việc này không do các ngươi quyết định. Nữ nhân mặc sườn xám lúc này mới lộ ra nụ cười dữ tợn, cười lạnh với Hạ Thiên, sau đó cúi người ngồi vào vị trí ghế phụ, lái xe, chúng ta đi. Tài xế cũng là nữ, nghe thấy mệnh lệnh lập tức khởi động xe. Không đến một lúc, nữ nhân sườn xám nhìn thấy một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen chạy nhanh đến, qua khúc cua liền biến mất. Hả, không phải ta lên xe rồi sao, sao còn có thể nhìn thấy khí thải của xe? Nữ nhân sườn xám kia ngơ ngác, cúi đầu nhìn lại thì phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã ngồi trên trụ cứu hỏa ven đường. Xe một đường chạy băng băng, chưa gì đã tiến vào khu đô thị, đến một khu biệt thự non xanh nước biếc, chim hoa đua nở. Khu biệt thự này được xây dựng dọc theo núi, hơn nữa phong cách kiến trúc còn có đặc sắc riêng, rõ ràng vô cùng có khí thế. Tòa biệt thự lớn nhất vừa vặn nằm trên đỉnh núi bằng phẳng, độc nhất vô nhị, cực kỳ bắt mắt. Rolls Royce Phantom dừng lại trong chỗ đậu xe dưới chân núi, tiếp theo có hai nữ nhân mặc sườn xám xuất hiện, một người là số 7, một người là số 9. Trong đó số 7 mở cửa mời Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần xuống xe. Ninh tiểu thư, mời xuống xe, đổi sang cáp treo lên núi. Số 7 mặc sườn xám đỏ nhẹ giọng nói với Ninh Nhụy Nhụy. Thạch Thuần có chút hạn héo lời, không phải chứ, phô trương như vậy mà còn phải ngồi cáp treo. Không phải vì phô trương, mà vì đảm bảo an toàn. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói. Thạch Thuần giơ tay chỉ về phía Hạ Thiên đang say giấc nồng ở vị trí phó lái, nói với Ninh Nhụy Nhụy ấy, hình như anh rể đang ngủ trong xe, có phải gọi hắn dậy không? Hắn không ngủ mà là chúng mê hương. Sườn xám số 7 mỉm cười giải thích. Chúng ta đã nhận được tin tức của số 13, nói có một nam nhân lẫn vào trong xe. Hội trưởng chúng ta ghét nhất là nam nhân, cho nên cái xe không dùng được nữa, trực tiếp đưa đến bãi xử lý rác của thành phố. Trời má, chỉ vì có nam nhân ngồi mà coi một chiếc Rolls Royce Phantom như sắt vụn ư. Mặc dù Thạch Thuần cũng không thiếu tiền, nhưng vẫn bị chấn động bởi hành vi khoe khoang này. Sườn xám số 7 tỏ vẻ không có gì lạ, không kiêu ngạo nói. Hội trưởng chúng ta là người có tiền, tất cả biệt thự bắt đầu từ chỗ này kéo dài đến hướng nam 100 dặm đều là sản nghiệp của hội trưởng. Đỉnh nha, Thạch Thuần tán thưởng nói, cơ mà trên núi có thể xây được nhiều biệt thự thế sao, đừng nói là làm ăn bất hợp pháp nhé. Sườn xám số 9 nghe vậy có chút không vui, không cho phép nhục mạ hội trưởng. Tai ngươi có vấn đề hả, câu nào của ta nhục mạ chứ? Thạch Thuần cũng không vừa đáp trả lại. Hơn nữa cho dù ta có sỉ nhục thì ngươi có thể làm gì được ta? Bọn họ là khách của hội trưởng, ngươi đừng tức giận vớ vẩn. Sườn xám số 7 không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Sườn xám số 9 chỉ đành nhẫn nhịn. Hai vị, lên cáp treo thôi, đừng chậm trễ. Sườn xám số 7 thúc giục. Ninh Nhụy Nhụy lười nói nhảm với bọn họ, nàng kéo Thạch Thuần lên cáp treo. Đợi đến khi cáp treo dần dần cao lên, sau khi đi xa. Sườn xám số 7 bỗng dưng dặn dò tài xế, người đích thân đưa xe đến bãi rác, rồi xử lý gọn gàng nam nhân này. Nữ tài xế gật đầu, rồi lập tức khởi động xe đổi hướng, đi về phía nào đó trong núi. Phong cảnh nơi đây cũng được đấy. Thạch Thuần ngồi trên cáp treo, thu hết phong cảnh xung quanh vào đáy mắt, không khỏi hâm mộ nói, Nhụy Nhụy tỷ, nếu không thì chúng ta bảo anh rể mua mấy căn biệt thự ở đây đi, sau này lúc nào cũng có thể qua chơi. Ngươi muốn mua thì bảo Hạ Thiên mua, hắn rất cưng chiều ngươi mà. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng nói. Thạch Thuần suy nghĩ thử, thôi vậy, những biệt thự này ta luôn cảm thấy có chút phi pháp,
nhớ đâu vừa vào đã bị phá dỡ thì quá đen đủi. Ninh Nhụy Nhụy cạn lời cười, người nghĩ nhiều rồi. Chủ nhân của những biệt thự này chắc chắn có chút năng lực, sao có thể xây dựng bất hợp pháp khắp nơi được. Tiểu muội chân dài, lời này ngươi nói sai rồi, những căn phòng đó đều là bất hợp pháp. Hạ Thiên bỗng dưng xuất hiện trong cáp treo, còn gối lên đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy. Anh rể, sao ngươi lại xuất quỷ nhập thần thế? Thạch Thuần bĩu môi, vừa nãy còn giả vờ ngủ trên xe, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì cả. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ muốn xem mấy đồ đần này tính làm cái gì. Thạch Thuần cười hì hì, vậy ngươi biết chưa? Hạ Thiên lười trả lời nàng. Đến rồi, Ninh Nhụy Nhụy nói. Cáp treo dừng lại, kế đó có hai mỹ nữ mặc sườn xám tiến lên mở cửa. Mỹ nữ nơi này ngược lại không thiếu. Thạch Thuần sờ tay của hai mỹ nữ sườn xám kia, tay cũng rất mềm, ấy, hội trưởng của các ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Hai mỹ nữ sườn xám mỉm cười lúng túng, không hề trả lời Thạch Thuần, chỉ làm thủ thế mời với các nàng. Hả, sao không nói chuyện? Thạch Thuần không hiểu. Hạ Thiên lười biếng nói, bởi vì bọn họ là người câm. Không phải chứ, Thạch Thuần nhìn chằm chằm hai mỹ nữ đó, không giống mà, trông đẹp vậy mà. Ninh Nhụy Nhụy vẻ mặt nặng nề, không cần nghĩ cũng biết là bị người ta cố ý hạ độc câm điếc. Tiểu muội chân dài à, năng lực quan sát của cô cũng tiến bộ nhỉ. Hạ Thiên không khỏi khen một câu. Bây giờ ta thật sự muốn gặp hội trưởng đó, xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy có chút tức giận, mặc dù hội trưởng kia chưa lộ mặt, nhưng chỉ mỗi việc hạ độc câm điếc đã đột phá giới hạn của nàng rồi. Rất nhanh, ba người Ninh Nhụy Nhụy được dẫn đến trước cửa tòa biệt thự trên đỉnh núi. Hạ Thiên theo lệ thường bị chặn ở cửa, có điều lần này Hạ Thiên lười chơi đùa với bọn họ, thế nên trực tiếp cho mỗi người một châm, khiến bọn họ thành thực đứng im. Sao ở đây lại không có người? Sau khi đi vào, Thạch Thuần phát hiện tử viện trống rỗng không một bóng người. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, xem ra tật xấu của vị hội trưởng này đúng là nhiều. Ba người chậm rãi bước vào biệt thự, phát hiện trang trí bên trong tương đối đơn giản, nhưng lại không sơ sài, rõ ràng cực kỳ có phong cách. Phòng gì mà được dọn dẹp sạch thế? Thạch Thuần đánh giá xung quanh, không khỏi cảm khái, tên hội trưởng đó lẽ nào còn có bệnh sạch sẽ? Ninh Nhụy Nhụy đã tức giận đến mức không muốn tốn thời gian chờ người nữa, trực tiếp lớn tiếng nói, được rồi, ta đến rồi đây, ngươi cũng nên xuất hiện đi. Ninh tiểu thư, xin bình tĩnh chớ vội, căn phòng bỗng dưng vang lên một giọng nói cực kỳ trung tính, không rõ nam hay nữa, chờ ta tắm xong thay quần áo sẽ ra gặp ngươi, đương nhiên các ngươi cũng cần tắm rửa. Thạch Thuần lắc đầu, ôi trời, hơi bị sạch sẽ quá đấy. Nàng còn chưa dứt lời, thì cửa phòng tự động đóng lại, trên vách tường xung quanh lộ ra vô số vòi phun, nhằm vào căn phòng rồi bắn ra khí nước mang theo mùi hương kỳ lạ. Mê hương, trong lòng Ninh Nhụy Nhụy cả kinh, phát hiện bản thân có chút không chống đỡ nổi cỗ cảm giác mệt mỏi đang kéo đến, hỏng rồi. Trong làn nước mờ mịt, hai thân ảnh chậm rãi bước ra khỏi thang máy. Người đầu tiên với thân hình gầy gò ốm nhom, trông rõ ràng giống nữ nhân, nhưng lại mặc trang phục kiểu nam. Chải hết toàn bộ mái tóc ra sau, gương mặt cũng rất trung tính, có điều lại cực kỳ nhẵn nhụi. Ném bộ sofa này ra ngoài rồi đốt đi. Người đó liếc nhìn Hạ Thiên và cái ghế hắn đã nằm, lạnh giọng nói, nam nhân trên ghế kia, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa, hiểu chưa? Một nữ tử mặc sườn xám trắng đứng bên cạnh gật đầu, xong nói, vâng thưa hội trưởng, ta lập tức cho người xử lý. Rất nhanh cửa lại được mở ra. Mấy nữ nhân trung niên cường tráng tiến lên khiêng Hạ Thiên lẫn sofa gấp rút rời đi. Ninh Nhụy Nhụy đúng là mỹ nhân. Hội trưởng tóc dày đi đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, liếc nhìn nhan sắc hoàn mỹ không tì vết của nàng liền rung động không thôi, nhịn không được gật đầu tán thưởng, tư sắc này đúng là xứng với ta, lại điều dưỡng thêm mấy năm, đảm bảo có thể trở thành thần tiên với ta, cùng nhau gia nhập tiểu tiên giới. Hội trưởng, bên này còn một người nữa. Sườn xám trắng chỉ vào Thạch Thuần, xử lý nàng ra sao? Hội trưởng tóc dày liếc sang Thạch Thuần, theo bản năng sờ miệng, ánh mắt tỏa sáng nói, đây là một hạt giống tuyệt sắc, trông có tiềm lực hơn cả Ninh Nhụy Nhụy. Đáng tiếc công pháp của ta chỉ có thể chọn một mục tiêu cố định. Dẫn nàng đến địa lao, chờ sau khi nàng tỉnh dậy nếu như bằng lòng nhập hội thì sẽ cẩn thận bồi dưỡng,
đến khi ta và Ninh Nhụy Nhụy vào tiểu tiên giới, nói không chừng nàng có thể làm hội trưởng kế tiếp của các ngươi. Vâng, hội trưởng, nữ tử sườn xám trắng không có bất kỳ ý kiến gì, thẳng thừng gật đầu đáp ứng. Đúng là dung mạo khiến người ta kinh ngạc, nếu như ta có vẻ ngoài như thế thì ban đầu sẽ không bị, hội trưởng tóc dày muốn nói lại thôi, không chịu nổi đưa tay sờ mặt Ninh Nhụy Nhụy. Nói thì nói thôi, dám động tay vào có tin ta chém đứt móng vuốt của ngươi không? Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng người đó. Ai, hội trưởng tóc dày giật thót, quay người tung một cước lên, đôi chân dài giống như hai lưỡi dao chém đến. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tiện tay vỗ vào chân đối phương, hờ hững nói, chân của ngươi vẫn ngắn hơn của tiểu muội chân dài, hơn nữa không đủ đẹp, đừng làm đau mắt người nhìn. Sao ngươi lại không bị gì? Hội trưởng tóc dày nghiêng đầu nghi ngờ nhìn Hạ Thiên, không khỏi lùi mấy bước liền, rốt cuộc ngươi là ai? Hạ Thiên cười hì hì nói, ta là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên, là thần y 20 năm trước. Hội trưởng tóc dày cau mày lại, hừ lạnh nói, không phải ngươi đã sớm chết rồi sao, tại sao còn sống? Dù đám đần các ngươi chết hết thì ta cũng sẽ không chết. Hạ Thiên bĩu môi, nếu không phải thấy ngươi là nữ nhân, thì ngươi cũng đã sớm chết rồi. Ta không phải nữ nhân, cũng không phải nam nhân, mà là không có giới tính, thần tiên trường sinh bất tử. Hội trưởng tóc dày lập tức bùng nổ, chỉ vào Hạ Thiên, ta nghe được vài chuyện của ngươi, cũng biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng bây giờ đã không phải thời đại của ngươi nữa rồi, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, ngươi đừng tự cho mình là phải. Phiền nhất chính là đám đần các ngươi. Không có bản lĩnh gì còn suốt ngày treo thời đại, sóng sau bên miệng. Hạ Thiên không thèm để ý nói, các ngươi mới tự cho mình là người đấy, gì mà thời đại không thời đại, ta nói nó tồn tại thì nó mới tồn tại. Quả nhiên cuồng vọng y trong lời đồn, hội trưởng tóc dày cười châm điếu xì gà, lạnh giọng nói, vậy thì để ta xem, ngươi có bản lĩnh gì. Đúng lúc này, Ninh Nhụy Nhụy vẫn luôn giả vờ hôn mê lên tiếng, tốt nhất là ngươi đừng thử. Giữ mạng đi làm chuyện có ý nghĩa thì hơn, không được à? Ngươi cũng không trúng mê hương. Hội trưởng tóc dày ngây ngốc nhìn Ninh Nhụy Nhụy mở mắt đứng dậy. Sao có thể, mê hương của ta chính là thiên nhân túy. Dù các ngươi là tu tiên giả, thì cũng không có cách nào ngăn được mới đúng. Mê thương này đúng là rất lợi hại, khiến ta hôn mê mất mấy giây. Ninh Nhụy Nhụy sờ mũi mình, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Ánh mắt hội trưởng tóc dày tràn ngập sự nghi ngờ. Sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, ta biết rồi, các ngươi đều có chuẩn bị đến đây. Hoặc là nói, có người ra chỉ thị các ngươi vào đây, muốn thăm dò thực lực của ta, đúng không? Nếu không biết dùng cái đầu thì tặng cho người có nhu cầu đi. Hạ Thiên lười biếng nói. Ninh Nhụy Nhụy cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói, thật ra ta cũng muốn biết, là ai cung cấp hành trình của ta cho ngươi. Không cần ai cung cấp, ta muốn biết là sẽ biết. Hội trưởng tóc dày bỗng dưng mỉm cười, không để ý nói, bỏ đi, ta cũng lười tìm tòi xem là ai phái các ngươi tới, dù sao kết quả của việc này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Ninh Nhụy Nhụy hừ lạnh một tiếng, thế thì ngươi cũng hơi bị tự tin đấy. Đây là địa bàn của ta, đây là phòng của ta. Hội trưởng tóc dày vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, các ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào ba người các ngươi là có thể trốn thoát chứ, đúng không? Hạ Thiên bĩu môi, không cần tận ba người, loại mặt hàng rác rưởi như ngươi mình ta đã có thể giải quyết. Này anh rể, ngươi không thể cậy lớn hiếp nhỏ được, vẫn nên giao cho ta và Nhụy Nhụy tỷ đi. Thạch Thuần ở bên cạnh xem diễn nửa ngày không khỏi có chút ngứa tay, vừa nãy nàng sờ mặt Nhụy Nhụy tỷ, ta phải cho nàng một trận mới được, bằng không luôn cảm thấy ta bị thiệt. Bị thiệt thì cũng là ta, ngươi thì có chuyện gì? Hạ Thiên không vui nhìn Thạch Thuần. Cảnh cáo nói, tiểu muội chân dài là nữ nhân của ta, chứ không phải của ngươi. Thạch Thuần cười hì hì, anh rể, ngươi keo kiệt quá đấy, mọi người sớm muộn gì cũng là người một nhà, còn phân biệt ta ngươi làm gì. Đừng nói lung tung, tốt nhất vẫn nên phân rõ ràng chút. Ninh Nhụy Nhụy vừa nghĩ bản thân bị hai tên lưu manh này quấy rối liền có chút đau đầu. Hội trưởng tóc dày thấy ba người coi mình như người vô hình lập tức nổi giận hét lên, thật là không biết sống chết. Có vẻ như các ngươi còn chưa rõ bản thân đang ở chỗ nào đâu nhỉ, vậy thì ta sẽ để các ngươi tỉnh lại. Vừa dứt lời, nàng búng tay một cái,
chỉ thấy toàn bộ căn phòng bỗng dưng rung lắc dữ dội, sau đó giống biến hình như kinh công không ngừng vặn xoắn. Nửa phút sau, hội trưởng tóc dày đã lên tới lầu 2, mà Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, Thạch Thuần lại bị nhốt trong một nhà tù trong suốt. Wow, trông ngầu quá đi! Thạch Thuần trông thấy vậy kích động vỗ tay, anh rể, sau này chúng ta cũng tạo một phòng như thế. Hạ Thiên không hề hứng thú tí gì, loè loẹt không thực tế, xây cái này thì có tác dụng gì? Anh rể, người không hiểu rồi, căn phòng kiểu này mới vui chứ. Thạch Thuần mặt mày hớn hở, ghé vào tai Hạ Thiên nói nhỏ, người nghĩ xem, sau này nếu như người buông ba la với Nhụy Nhụy tỷ, vốn đang ở trong phòng, sau đó biến thành phòng bếp, rồi lại đến gara, tiếp đó lại biến thành ban công, thật là kích thích. Cứ nói như thế, ánh mắt của Hạ Thiên liền sáng lên, dường như thật sự thú vị. Thạch Thuần, người im ngay. Bây giờ thính giác của Ninh Nhụy Nhụy đã sớm vượt qua người bình thường, Thạch Thuần nói nhỏ nàng đương nhiên nghe thấy rõ, năng lực tổ lái của con bé này đúng là khiến người ta phải thán phục, hoàn toàn không biết trong đầu chứa cái gì. Hừ, thật khiến người ta thất vọng. Hội trưởng tóc dày hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy nói, vốn ta còn cho rằng ngươi là một lô đỉnh thượng hạng, bây giờ xem ra cũng chỉ là được cái mã tốt, bên trong đã bại hoại, vậy mà sẽ thích nam nhân như Hạ Thiên. Nếu đã thế thì các ngươi đi chết hết đi. Lô đỉnh, Ninh Nhụy Nhụy tương đối phản cảm với từ này, nhưng lại có chút bất ngờ, nàng hỏi Hạ Thiên, nàng ta thật sự là nữ sao? Hạ Thiên lười biếng biếng ngáp một cái, trả lời rằng, tiểu muội chân dài, người hoài nghi ánh mắt của ta hả, nàng ta đúng là nữ, có điều tu luyện một loại công pháp tà môn gọi là thải âm bổ âm, cho nên mới chán ghét nam nhân, những thuộc hạ kia của nàng ta đều là lô đỉnh. À, sao những thuộc hạ đó không bị nàng ta thải bổ chết vậy? Thạch Thuần nhớ lại vài tình tiết trong tiểu thuyết tu tiên, hay là nó đã sớm chết rồi? Hạ Thiên bĩu môi, Thuần nha đầu, ai nói cho ngươi là thải bổ nhất định sẽ chết người? Không phải trong tiểu thuyết đều viết vậy sao? Thạch Thuần nghiêm túc nói, cho nên nữ chính thường được bị chọn làm lô đỉnh cho đại năng gì đó, lúc sắp bị thải bổ mà chết thì nam chính nhất định sẽ bộc phát huy năng bạo trùng, tiêu diệt đại năng và môn phái của hắn, cứu nữ chính bình an vô sự ra. Sau này bớt xem loại tiểu thuyết đó đi. Hạ Thiên thuận miệng giải thích, thải bổ là phân loại thải và bổ, đây là phương pháp bổ sung lẫn nhau. Chỉ thải không bổ chính là thôn phệ, chỉ bổ không thải chính là làm công ích. Có điều con đường chính đáng được tu tiên giới công nhận chỉ có thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm, bởi vì hai khí âm dương vốn có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Thải âm bổ âm hoặc là thải dương bổ dương thì đều tồn tại nguy hiểm cực lớn, đương nhiên là tà đạo lệch môn. Wow, tốn công ta còn cảm thấy tiểu tỷ tỷ ngươi trông ngầu như thế, không ngờ lại thèm khát thân thể của ta và Nhụy Nhụy tỷ. Thạch Thuần ngẩng đầu lên há to miệng với hội trưởng tóc dày kia ối. Hội trưởng tóc dày vẻ mặt lạnh lùng hét lên với thủ hạ bên cạnh, khởi động cơ quan, rót hết khí độc vào đây. Dù sao thi thể của các ngươi cũng rất có giá trị nghiên cứu, ta cũng không lỗ. Đúng lúc này, khí độc cuồn cuộn tuôn vào trong phòng đám Hạ Thiên đang ở. Thạch Thuần nói với Hạ Thiên, anh rể, giờ làm sao đây? Làm sao cái gì? Hạ Thiên hỏi lại. Đương nhiên là làm sao để thoát ra, nếu không thật sự ở đây chờ chết hả? Thạch Thuần không vui trừng mắt với Hạ Thiên, nhiều khí độc như thế, cho dù không độc chết chúng ta nhỡ đâu hủy dung thì sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, khí độc ở đâu? Ấy, Thạch Thuần lập tức nhìn xung quanh, không khỏi phát ra âm thanh nghi ngờ. Thạch Thuần phát hiện ba người đã ở bên ngoài nhà lao, mà hội trưởng tóc dày kia lại bị khí độc bao vây. Di hình hoán ảnh, trong lòng nữ tử tóc dày cả kinh, đứng ở trong ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, xem ra đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng các ngươi muốn trốn thoát thì không dễ vậy đâu. Hả? Bên tai Ninh Nhụy Nhụy vang lên một hồi âm thanh kỳ quái, lập tức kéo Hạ Thiên lùi mấy bước, sau đó chỗ lúc trước các nàng đứng liền sụp lún, biến thành một hang động nhìn không thấy đáy. Cùng lúc đó nhà lao kia cũng được mở ra, nữ tử tóc dày lao đến trước mặt Hạ Thiên, bàn tay nhỏ nhắn lật lại có mấy đạo hàn quang bắn về phía hắn. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lười trốn tránh, bàn về chơi châm thì ta có thể làm tổ tông của ngươi đấy, thật không biết những tên đần các ngươi nghĩ gì. A, à, quả nhiên không sai, mấy châm độc nữ tử đó bắn ra toàn bộ đều cắm trên người nàng, trong nháy mắt lực chiến đấu giảm hơn nửa, hành động của cơ thể cũng trở nên chậm lại.
không phải ngươi biết anh rể ta là thần y sao, thế mà còn dùng châm với hắn, coi có ngốc hay không? Thạch Thuần lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ IQ của nữ tử tóc dày này, nếu như chỉ có chút IQ và thực lực này thì ngươi vẫn lên đi tắm rửa rồi ngủ đi. Hừ, ta chính là thần tiên có 102 trên thế giới này, sao có thể chịu thua mấy tu tiên giả bé nhỏ các ngươi? Nữ tử tóc dày gầm lên một tiếng, sau đó mấy châm độc bị bức ra khỏi người nàng, cơ thể của thần tiên, tự khôi phục vô hạn, tiềm lực vô biên, càng chiến càng hăng. Thần tiên là cái quái gì? Thạch Thuần nghe thấy từ này có chút mới mẻ, thuận miệng hỏi, anh rể, người từng nghe chưa? Hạ Thiên bĩu môi, Thuần nha đầu, thứ đồ để lừa người khác mà ngươi cũng tin hả, thần tiên địa tiên cái gì, tất cả đều là đám ngốc thôi. Ngươi dám sỉ nhục thần tiên ư, Hạ Thiên, ngươi nhất định chết chắc. Nữ tử tóc dày tức giận chừng Hạ Thiên, hai bàn tay bỗng nhiên lộ ra móng vuốt dài, dũng mãnh bổ về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn không động đậy như cũ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng lười nhếch lên. Nữ tử tóc dày đó ngược lại vô cùng giảo hoạt, nhìn như bổ về phía Hạ Thiên, cơ mà giữa đường bỗng dưng chuyển hướng lao tới Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy mặc dù bị bất ngờ nhưng không hề hoang mang. Nàng giơ chân quét một phát trúng ngực nữ nhân kia, đá bay nàng ta ra ngoài. Wow, Nhụy Nhụy tỷ, một cước này của ngươi ngầu quá. Hai mắt Thạch Thuần tỏa sáng, kích động cổ vũ không thôi. Nữ tử tóc dày kia bò dậy từ chân đất, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc, do dự mấy giây bỗng dưng xoay người chạy ra khỏi cửa. Lại đi chơi cái gì đấy? Thạch Thuần không rõ hỏi. Hừ, thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao? Đúng là nực cười, nơi đây là địa bàn của ta. Nữ tóc dày khoanh tay đứng ở cửa, cười dữ tợn, Ninh Nhụy Nhụy, vốn ta còn tính nâng đỡ ngươi, cơ mà đáng tiếc ngươi lại không biết điều, nếu đã thế thì chết hết đi. Chúng ta vốn không quen biết nhau, ta và ngươi cũng không có ân oán gì. Ninh Nhụy Nhụy vô cùng khó hiểu, cho nên loại sát khí nhằm vào ta rốt cuộc có từ đâu. Nữ tử tóc dày hừ lạnh một tiếng, người không thuận theo ta đều phải chết. Chỉ đơn giản thế thôi. Được rồi, vậy đừng trách chúng ta cũng đối phó ngươi như thế. Ninh Nhụy Nhụy thở dài, tỏ vẻ hạn héo lời. Sắp chết đến nơi còn bốc phét, những tu tiên giả các ngươi không nên tồn tại trên đời. Chỉ thấy dưới ống tay áo của nữ tử kia là một cái điều khiển từ xa, nàng nhẹ nhàng ấn một cái căn phòng liền tự động gấp lại, nén lại, không đến một lúc nó đã trở thành một cái hộp hình chữ nhật cao bằng thân người. Người đâu? Đưa cái hộp này đến tặng cho ông nội. Sau khi nữ tử tóc dày tăng thêm mấy cái xích to bằng cánh tay vào cái hộp kia, nàng giơ tay gọi mấy thuộc hạ, nhớ kỹ, bất kể trong hộp có động tĩnh gì các ngươi cũng đừng để ý, nghe rõ chưa? Thuộc hạ đương nhiên gật đầu không thôi, sau khi khiêng cái hộp hình chữ nhật đặt lên xe liền chậm rãi xuống núi. Hừ, cái gì mà thiên hạ đệ nhất thần y, tu tiên giả gì đó cũng chỉ thế mà tôi, chỉ là đáng tiếc cho hai nữ nhân kia. Nữ tử tóc dày đứng ở trên núi, liếc nhìn chiếc xe đang dần đi xa, khóe môi nở nụ cười lạnh. Chỉ là cười xong nàng bỗng dưng cảm giác có chút không đúng, sao trời lại tốt rồi? Hả, sao thân thể của mình không động đậy được? Rất nhanh nàng nhớ tới bản lĩnh di hình hoán ảnh của Hạ Thiên, lập tức biết bản thân đã trúng chiêu, nàng liều mạng đấm vào vách tường xung quanh cái hộp. Hình như trong hộp có âm thanh của hội trưởng, người có nghe thấy không? Nữ tử sườn xám ở ghế phó lái có chút nghi ngờ nói. Nữ tử lái xe lại quát mắng, ngươi quên lời hội trưởng vừa dặn sao? Ồ, đúng, nữ tử ngồi ghế phó lái gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người một đường im lặng lái xe, dần dần đi xa. Một bên khác, tại biệt thự trên đỉnh núi đã bị san bằng, có ba người một nam hai nữ đang đứng. Ninh Nhụy Nhụy có chút tò mò hỏi, nữ tử đó rốt cuộc là ai? Không phải nàng ta tự nói rồi sao, thần tiên ư? Thạch Thuần trả lời. Ninh Nhụy Nhụy có chút buồn cười nói, trước đó chưa từng nghe thấy thần tiên gì đó, đây là sinh vật kiểu mới xuất hiện từ đâu vậy? Không rõ, cơ mà hình như nàng biết anh rể, nhưng lại không rõ sự lợi hại của hắn. Thạch Thuần lắc đầu, nhớ tới một chuyện, vừa nãy nàng ta nhắc đến ông nội gì đó, đoán chừng là kẻ chân chính đứng đằng sau. Những người này cũng thú vị đấy. Ninh Nhụy Nhụy cảm khái nói, ta về Giang Hải lâu như thế bọn họ không động thủ, kết quả ta mới tới Trường An đã đủ loại chuyện ập đến, mục đích là gì thật ra rất rõ ràng rồi.
Thạch Thuần mở to mắt, nói với Ninh Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy tỷ, ý của ngươi là những người này muốn ngăn cản ngươi tham gia đại hội ẩn tiên hả? 8-9 phần là vậy. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu. Chậc chậc, Ninh Nhụy Nhụy à, cô đúng là càng ngày càng thông minh, bởi vì được nam nhân làm cho thoải mái sao? Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ quen thuộc truyền đến từ xa, chỉ là riêng cái điệu âm dương quái khí này cũng đã khiến nàng nhớ kỹ. Tiền Mẫn Mẫn, quả nhiên cô chưa chết. Ninh Nhụy Nhụy liếc mắt nhìn qua, thấy được một nữ tử cao gầy khoan thai bước ra từ bóng râm, khi nghe thấy tin tức ở chỗ Cao Nghiên thì ta còn cho rằng ta nghe nhầm. Thật ra nhờ phúc của nam nhân người ta đã chết một lần rồi. Nhưng cũng nhờ phúc của hắn mà ta lại sống lại, hơn nữa còn trở thành chủng vật mới. Con người Tiền Mẫn Mẫn xảy ra biến hóa long trời lở đất, mái tóc trước kia đã không còn, đỉnh đầu bóng loáng cùng với làn da vẽ đủ thứ đồ án và văn tự kỳ quái, đôi mắt giống như hai hạt châu đen kịt không hề có chút linh động. Chủng vật mới, Thạch Thuần nghe thấy từ này vô thức hỏi, lẽ nào là thần tiên mà nữ nhân vừa nãy nói sao? Không sai, chính là thần tiên. Tiền Mẫn Mẫn tán thưởng liếc nhìn Thạch Thuần, ồ, người cũng rất thông minh đấy. Thạch Thuần lại hỏi, vị tỷ tỷ này, thế ngươi cùng một nhóm với đồ tóc dày lúc nãy sao? Nàng ta cũng xứng à? Tiền Mẫn Mẫn khinh thường cười nhạo, nữ nhân đó luôn miệng gọi là thần tiên, thật ra là sủng vật được nuôi ra do ăn mấy đan dược. Ngươi cũng không phải thần tiên gì cả, là đồ vô dụng mà thôi. Hạ Thiên nghe vậy có chút chán ghét, lười biếng nói. Tiền Mẫn Mẫn cười khẩy, không tỏ vẻ gì nói, ngươi nói là đồ vô dụng, cũng không có sai. Nhưng nếu như có thể trường sinh, chắc hẳn có vô số người muốn được làm kẻ vô dụng như ta. Ta không hứng thú với việc ngươi là ai. Ninh Nhụy Nhụy vẻ mặt lạnh lùng, nếu đã sống lại thì ta hy vọng ngươi có thể trân quý cơ hội này, đừng nên làm những việc như tự tìm đường chết nữa. Tiền Mẫn Mẫn nhăn mũi khi nghe mấy câu này, nàng hừ lạnh nói, Ninh Nhụy Nhụy, ngươi còn thật sự cho rằng mình là cô giáo tốt hả, bây giờ còn muốn giảng bài cho ta, không cảm thấy mắc cười sao? Ninh Nhụy Nhụy thở dài, ý là ngươi vẫn muốn tìm đường chết chứ gì? Nàng không phải kẻ vô dụng, nói không chừng tìm chết chính là phương thức để sống tiếp. Thạch Thuần bỗng dưng bay cao trí tưởng tượng, có chút do dự nói. Lúc này Tiền Mẫn Mẫn thản nhiên nói, yên tâm đi, có Hạ Thiên ở đây ta không dám có suy nghĩ xấu gì đâu, hơn nữa hắn có hàng vạn cách để ta biến mất khỏi thế giới này. Hạ Thiên bĩu môi, coi như ta không ở đây thì ngươi cũng không thể có bất kỳ ý nghĩ xấu với nữ nhân của ta. Được, vậy ta sẽ làm như khi có ngươi và cả khi không có ngươi. Tiền Mẫn Mẫn đảm bảo nói, dù sao ngươi mới là chủ nhân chân chính nắm giữ sự sống chết của chúng ta. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Tiền Mẫn Mẫn mỉm cười, không giải thích mà nói sang cái khác, trong lúc rảnh rỗi thì lão hội trưởng của Thiên Nhân Hội muốn gặp các ngươi. Đi theo ta. Ninh Nhụy Nhụy nghe vậy có chút nhức đầu, loại tổ chức vớ vẩn này có thể bớt xuất hiện được hay không? Nhụy Nhụy tỷ, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Thạch Thuần trái lại rất vui vẻ, cười hi hi, phải có nhiều tổ chức bí mật kiểu vậy, chúng ta mới có nhiều trò hay. Bằng không ở với anh rể chúng ta còn có thể làm gì, chỉ có nước bị tơi tả thôi. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời không thể phản bác. Nếu như cuộc sống bình thường có khi thật sự bị Hạ Thiên thực hiện được ý đồ xấu, bởi vì quá chán. Này, Thuần nha đầu, hình như ngươi đang làm xấu hình ảnh của ta đấy. Hạ Thiên vẻ mặt không vui trừng mắt với Thạch Thuần. Khỏi cần hình như, hơn nữa cũng không phải vậy. Thạch Thuần nghiêm trang nói, ta nhớ rõ hình hình tỷ mở cửa hàng hoa không phải là bị ngươi ăn sạch sao. Hạ Thiên nghiêm túc giải thích, ta với hình hình tỷ là tâm đồng ý hợp. Tình cảm sâu nặng đương nhiên phải thế, nhà đầu ngươi thì biết cái gì hả? Vậy Liễu Mộng A Di cũng thế chắc? Thạch Thuần bĩu môi, lời nói chọc thủng bản chất háo sắc của Hạ Thiên, cơ mà ta nghe nói, lần đầu tiên ngươi gặp Liễu Mộng A Di đã đưa nàng gì đó. Hạ Thiên! Thuần nha đầu, ngươi nghe ai nói vậy? Hạ Thiên vẻ mặt bất mãn nhìn Thạch Thuần, tin tức không phải thế đâu, sau này ngươi bớt hóng mấy chuyện này đi. Thạch Thuần cười hi hi. Tiến lên nhìn gương mặt Hạ Thiên, anh rể, mặt ngươi đỏ hết rồi, chắc chắn bị ta nói chúng xong giờ tính chuyển đề tài. Ít nói linh tinh đi, Hạ Thiên lười tiếp tục đề tài này, Ninh Nhụy Nhụy không muốn nghe đối thoại tràn đầy tiếng chuyển động của hai người, thế là quay sang nói với Tiền Mẫn Mẫn, dẫn đường đi, đến gặp lão hội trưởng gì đó của các ngươi.
thật ra cũng không xa, đi theo ta. Tiền Mẫn Mẫn không có biểu cảm gì nhiều, xoay người quay lại chỗ bóng râm vừa nãy, nơi đó vậy mà có cửa ẩn, nàng chậm rãi tiến vào. Ninh Nhụy Nhụy nói với Hạ Thiên và Thạch Thuần, đừng ầm ĩ nữa, đi thôi. Mấy người cùng nhau tiến vào đó, bên trong lại rất sáng sủa, bậc thang uốn lượn xuống. Không phải các ngươi là thần tiên à, sao lại đi xuống đất, đáng nhẽ phải ở trên trời chứ? Thạch Thuần vừa đi vừa có chút nghi hoặc hỏi. Tiền Mẫn Mẫn đi đằng trước thản nhiên nói, chính là giống như Hạ Thiên nói đấy, chúng ta là một đám vô dụng tự xưng thần tiên, vì để rát vàng cho bản thân, chúng ta đâu thể xưng là cương thi. Nói như vậy cũng đúng, Thạch Thuần đồng ý với lý do này, vậy các ngươi có bao nhiêu thần tiên? Không phải vì sợ ánh sáng mà ở dưới đất chứ? Ninh Nhụy Nhụy có chút buồn cười nói, bọn họ có phải ma cà rồng đâu mà sợ ánh sáng, vừa nãy nàng còn đứng ở chỗ ánh nắng nói chuyện với chúng ta mà. Thế thì chưa chắc, thật ra ma cà rồng cũng có thể gặp ánh sáng. Thạch Thuần nghiêm túc nói, Nhụy Nhụy tỷ, lẽ nào ngươi chưa từng đọc tôi và Cương Thi có một cuộc hẹn hả? Thôi, không nói cái này nữa. Ninh Nhụy Nhụy lập tức biết Thạch Thuần lại thảo luận vấn đề không có ý nghĩa gì, nhà đầu này quá tinh quái. Tư duy cũng luôn bay xa bay cao, nàng có chút không theo kịp. Không biết qua bao lâu, khoảng mấy phút hoặc là mười mấy phút, đối với người xung quanh đây mà nói thì ba người là tu tiên giả, một người là thần tiên gì đó, bọn họ đều không cảm thấy mệt. Đến rồi, ngay khi đằng trước xuất hiện tia sáng, Tiền Mẫn Mẫn lại lên tiếng nói. Ba người Hạ Thiên chậm rãi bước ra, phát hiện bên ngoài là một đình viện nhỏ kiểu Tô với trang trí cổ xưa. Trong sân viện nhỏ bé tinh xảo này lại có một chiếc Rolls Royce, còn có hai nữ tử mặc sườn xám đang chuyển cái hộp hình chữ nhật xuống. Hai nữ tử này thấy Tiền Mẫn Mẫn dẫn ba người Hạ Thiên xuất hiện từ cửa vòm, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, không hẹn mà nhìn cái hộp hình chữ nhật trong lòng. Đừng đứng ngơ ra đấy, trực tiếp ném nó vào hầm để đồ đi. Tiền Mẫn Mẫn thuận miệng dặn dò hai nữ tử đi. Hai nữ tử mặc sườn xám cuối cùng cũng ý thức được. Có điều cũng không dám trái lệnh, hai người nâng cái hộp kia chậm rãi đi khỏi. Tiền Mẫn Mẫn thấy hai nữ tử đó đi xa, lúc này mới tiếp tục dẫn đám Hạ Thiên đi vào một căn phòng kiểu mộc ở sau đình viện. Lão hội trưởng ở trong đó chờ các ngươi, ta sẽ không đi vào. Tiền Mẫn Mẫn dừng lại trước cửa, vô cùng cung kính nói, nhưng nếu như có gì cần dặn dò thì có thể kêu ta. Ninh Nhụy Nhụy tò mò nhìn Tiền Mẫn Mẫn. Người phụ nữ này tính cách trước giờ đều không thuần phục ai, bây giờ lại trở nên cung thuận như thế, thật là có chút khó mà tưởng tượng. Nhụy Nhụy tỷ, chúng ta vào xem thử đi. Thạch Thuần thấy Ninh Nhụy Nhụy đứng ngốc tại chỗ thế nào tiến lên kéo nàng. Ninh Nhụy Nhụy phản ứng lại thì không chú ý đến Tiền Mẫn Mẫn nữa, trực tiếp bước vào căn phòng. Bố cục và trang trí trong phòng thật sự mang đậm hướng cổ xưa, giống như nơi ở của cổ nhân. Chào mừng ba vị đến đây. Lão hội trưởng đang ở trong chờ ba vị. Đứng ngoài cửa thư phòng là một người trẻ tuổi, trông thấy đám Hạ Thiên liền cung kính cúi chào, làm thủ thế xin mời. Ninh Nhụy Nhụy nhìn người này luôn cảm thấy đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ kỹ lại không có ấn tượng cho lắm, có thể là người trước đó nàng vô tình gặp. Trong thư phòng có một ông lão mặc áo dài xám đang luyện chữ, chỉ là thể loại chữ tương đối xa lạ, không phải chữ mà Ninh Nhụy Nhụy biết, thật ra không quá giống chữ trên địa cầu. Các ngươi đến rồi, đợi một lát để lão già ta viết xong bức này. Ông lão áo xám đeo kính lão, sau khi nghe thấy động tĩnh lập tức ngước mắt lên, cực kỳ hiền hòa nói, ba vị cứ tự nhiên, Tiểu Diệp, mang trà lên cho khách. Người trẻ tuổi ngoài cửa gập đầu, nhanh chóng đi pha trà. Ninh Nhụy Nhụy thấy dung mạo của ông lão này kinh ngạc không thôi, dường như đoán ra đây là ai, nét mặt không khỏi có chút dè dặt. Hạ Thiên và Thạch Thuần tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chẳng hề có chút lo lắng gì. Rất nhanh, người trẻ tuổi kia đã mang trà lên cho ba người, cùng với một đĩa điểm tâm, rồi thêm món ăn vặt ba vị mời dùng. Chờ đã! Ninh Nhụy Nhụy gọi người trẻ tuổi kia lại, tỉ mỉ đánh giá dung mạo của hắn, bỗng dưng nàng hỏi có phải ngươi họ Ninh không? Trước đó chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? Tiểu muội chân dài, cô quen hắn à? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Ninh Nhụy Nhụy nhìn chằm chằm người này, có hơi nghi ngờ nói, hắn rất giống một chú hồi còn trẻ trong tộc ta, nhưng người đó đã sớm chết rồi, cũng không có đời sau, người này thật sự rất lạ. Trí nhớ của Nhụy Nhụy tiểu thư tốt thật,
Người trẻ tuổi kia cười gật đầu, đúng là chúng ta đã từng gặp, có điều nó đã việc của 20 năm trước, không ai còn nhớ. Người thật sự là Ninh Phi Diệp, Ninh Thúc Ư. Ninh Nhụy Nhụy bất ngờ đứng dậy, đáng nhẽ người phải chết rồi chứ, khi bé ta còn tham dự tang lễ của ngươi, ta còn nhớ kỹ gương mặt của ngươi, chính là tấm ảnh trong đám tang. Sao ngươi chưa chết, dáng vẻ còn không hề thay đổi. Ninh Phi Diệp cười xua tay với Ninh Nhụy Nhụy, nhẹ giọng nói, Nhụy Nhụy tiểu thư, ngươi cũng đừng quá bất ngờ. Vị hạ tiên sinh này không phải cũng giống ta sao, dung mạo chưa từng thay đổi từ mười mấy năm trước. Hạ Thiên không vui bĩu môi, ngươi cũng xứng để so sánh với ta. Dĩ nhiên ta không có tư cách đó rồi. Ninh Phi Diệp có chút sợ sệt mỉm cười, chỉ là để chứng minh duy trì dung mạo không đổi, không phải việc gì lớn. Ngoại trừ thủ đoạn bình thường, thì bây giờ khoa học và y học cũng có thể làm được. Vậy năm đó là ngươi giả chết? Ninh Nhụy Nhụy nghi ngờ hỏi, ta nhớ rõ năm đó ông nội tương đối đau lòng về chuyện đó, nói ngươi là thiên tài hiếm gặp của Ninh gia. Ninh Phi Diệp cực kỳ cảm khái, với sự coi trọng của Vọng Hải Công, trước giờ ta đều rất cảm kích. Chỉ là năm đó ta không hiểu chuyện, phụ lòng yêu thương của hắn, cuối cùng cũng phải tự chịu hậu quả. May mắn ta gặp được lão hội trưởng, mới dựa vào cái chết sống lại. Chỉ là dáng vẻ tàn tạ đó khiến ta không còn mặt mũi gặp tổ tông Ninh gia, cho nên hiện nay đã đổi tên thành Diệp Vô Minh. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ninh Nhụy Nhụy vẫn nhìn không được mà hỏi đến cùng. Ninh Phi Diệp trần trừ 2 giây, thở dài nói, khi ấy tính cách ta rất bướng bỉnh, một lòng muốn thoát khỏi gia tộc để tự lập, cuối cùng đụng chúng kẻ ác độc, rơi vào kết cục phải chết. Đám tang đó cũng không sai, Ninh Phi Diệp thật sự đã chết rồi. Bây giờ người để lại thân thể tàn tạ là Diệp Vô Minh không có tròng mắt. Người này nói lung ta lung tung, trông có vẻ nghe ra chút tin tức. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì giống như chẳng nói gì cả. Ninh Thúc, sao ngươi lại biến thành như bây giờ? Ninh Nhụy Nhụy thấy đối phương không muốn nói rõ, chỉ đành chuyển sang hỏi cái khác, lẽ nào ngươi cũng là thần tiên gì đó? Ninh Phi Diệp cười nói, coi là vậy đi. Thật ra bất kể là ai cũng không sánh bằng Hạ tiên sinh, bây giờ Nhụy Nhụy tiểu thư có mối lương duyên, ta mừng thay cho Ninh gia. Ngươi biết Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy lộ vẻ quái dị. Đương nhiên biết, 20 năm trước danh tiếng như sấm bên tai. Thái độ của Ninh Phi Diệp với Hạ Thiên vô cùng cung kính, lão hội trưởng từng nói, nếu như có một ngày chúng ta muốn thoát bỏ thân phận thần tiên gì đó, làm lại cuộc đời, thì người có thể giải quyết chỉ có mình Hạ tiên sinh. Thạch Thuần có chút không hiểu nói, vừa nãy ta nghe tỷ tỷ tóc dày nói, bất kể lực lượng hay sinh mệnh của thần tiên đều mạnh hơn người thường, sao ngươi còn muốn làm người? Thần tiên chỉ là cách nói rát vàng lên mặt bản thân thôi, thật ra có bệnh tiềm ẩn cực lớn. Ninh Phi Diệp cảm khái vô cùng, tỷ tỷ tóc dày ngươi nói là phó hội trưởng Hồ, nàng ta chỉ dựa vào đan dược thay đổi thể chất mà thôi, không phải thần tiên chân chính. Nàng chỉ hưởng thụ phúc lợi của thần tiên mà không biết nhược điểm của nó, cho nên mới nói thế. Vậy lão hội trưởng các ngươi muốn gặp anh rể, là vì muốn trở về làm người sao? Thạch Thuần học một biết 10. Lập tức nghĩ ra chỗ then chốt trong đó. Ninh Phi Diệp không hề phủ nhận, phải, mà cũng không phải. Chỉ là trong thần tiên hội có vài người không đồng ý với quyết định của lão hội trưởng, cho nên mới xảy ra việc Hồ tiểu thư đối phó mấy vị, ta vô cùng xin lỗi các vị, mong Hạ tiên sinh không ghi thù thần tiên hội chúng ta. Hạ Thiên bĩu môi, ta không hứng thú gì với các ngươi cả, khỏi cần ghi thù làm gì. Chỉ cần các ngươi không làm phiền ta, thì các ngươi muốn sống hay muốn chết cũng chẳng liên quan đến ta. Hạ tiên sinh quả nhiên vô cùng độ lượng, Ninh Phi Diệp cung kính chắp tay với Hạ Thiên, thần tiên hội cảm kích không thôi. Khụ khụ. Đúng lúc này, ông lão áo xám ở trong phòng ho 2 tiếng, cuối cùng cũng hạ bút, cười hiền lành nói, ra rồi, tinh lực không đủ, có bức tranh chữ mà tốn nhiều thời gian như thế, khiến các vị đợi lâu. Sau khi Ninh Phi Diệp nghe thấy tiếng ho lập tức tiến lên dìu ông lão đó. Hạ tiên sinh, nhiều năm trước vốn muốn gặp ngươi một lần, chỉ là khi ấy thần tiên hội rơi vào bờ vực tồn vong, thật sự không làm sao xoay sở được. Ông lão áo xám trước sự dìu dắt của Ninh Phi Diệp đi đến trước mặt Hạ Thiên, chờ đến khi có thời gian thì Hạ tiên sinh lại ẩn cư ở đảo thần tiên, làm cho lão già đây hối hận muôn phần. Có gì cứ nói thẳng ra, ta không thích vòng vo. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái.
Ông lão gật đầu, thật sự nói toạc ra, già ta muốn chết, kính mong Hạ tiên sinh thành toàn. Ông lão áo xám xin chết thẳng thừng như thế dọa cho Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần nhảy lên. Ông à, sống không tốt sao, tại sao phải muốn chết? Thạch Thuần nhìn trạng thái của ông lão kia không giống như bị bệnh gì nặng, cũng không có cảm giác gần đất xa trời, vậy nên không khỏi có chút kỳ lạ. Ninh Nhụy Nhụy cũng hoài nghi giống Thạch Thuần, ta thấy lão tiên sinh tinh thần phấn chấn, thân thể cũng khỏe mạnh, tại sao có suy nghĩ xin chết vậy? Đương nhiên là sống còn đau khổ hơn chết rồi. Ông lão áo xám hiền từ nhìn Thạch Thuần, vừa cười vừa nói, nếu như giống tiểu cô nương sức sống bừng bừng, ai lại nỡ chết chứ? Thạch Thuần vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như ta chia cho ông một chút sinh cơ, vậy ông có thể tiếp tục sống không? Ha ha, thật là lời nói đơn thuần giữa cuộc đời. Ông lão áo xám lắc đầu, lòng tốt của ngươi già đây nhận, có điều loại việc cướp trẻ kế lão thì ta thể chết không làm. Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp, vậy rốt cuộc là chuyện gì mà khiến lão tiên sinh muốn chết đến vậy? Hạ tiên sinh là thần y đứng đầu thiên hạ, hẳn là đã sớm nhìn ra rồi nhỉ? Ông lão áo xám không trả lời ngay, mà nhìn về phía Hạ Thiên, vấn đề của ta thật ra quá phức tạp, nói 3 ngày 3 đêm cũng không xong được, hơn nữa không thể lãng phí thời gian quý báu, cho nên chỉ cầu xin Hạ tiên sinh cho ta một lời xác định. Hạ Thiên lười biếng ngáp lên ngáp xuống, tình huống của ngươi đúng là ta vừa nhìn đã biết. Khiến ngươi chết rất dễ, nhưng tại sao ta phải làm thế? Lời này cũng đúng, không có chỗ tốt thì ai sẽ làm? Ông lão gật đầu, đồng ý với lời nói của Hạ Thiên, sau đó hắn nhắc đến điều kiện của bản thân, già đây sẽ không bạc đãi Hạ tiên sinh, chỉ cần ngươi thay lão hoàn thành tâm nguyện, chức vị hội trưởng của thần tiên hội sẽ là của Hạ tiên sinh. Không hứng thú, Hạ Thiên bĩu môi, sau đó liếc mắt nhìn ông, hơn nữa ông còn dám đi đường quyền với ta, ngứa ra đúng không? Suy nghĩ của Thạch Thuần cũng không khác gì Hạ Thiên, nàng lập tức nghe ra ý tứ trong đó, ông à! Cái thần tiên hội của ông có không ít vấn đề đấy, muốn anh dễ tiếp nhận địa bàn tốt nhất hãy thành khẩn một chút, tính toán gì đó không có tác dụng đâu. Thạch tiểu thư nói chí phải, là sai sót của lão già ta. Ông lão áo xám thẳng thừng nhận lỗi, chần chừ chốc lát lại nói, chỉ là già đây biết Hạ tiên sinh không thiếu tiền, không thiếu nữ nhân, cũng không có đam mê gì, thật sự không biết điều kiện nào mới khiến Hạ tiên sinh hài lòng. Ông nghĩ sai rồi. Thạch Thuần nghiêm chỉnh nói, anh rể ta là người không thiếu tiền cũng không thiếu nữ nhân, nhưng không đại biểu cho hắn không thích tiền và mỹ nhân, chỉ cần ngươi cho đủ, mỹ nữ đưa đến cửa đủ xinh đẹp, hắn vẫn sẽ động tâm. Ninh Nhụy Nhụy tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Thạch Thuần, có điều cũng nảy sinh đề phòng với ông lão áo xám này, cái gọi là thần tiên hội kia hẳn là có vấn đề không nhỏ. Thuần nha đầu, ngươi lại nói vớ vẩn gì đó. Hạ Thiên có chút không vui trừng mắt với Thạch Thuần. Thật sự tưởng rằng ta không dám đánh ngươi sao? Anh rể, ngươi chắc chắn không nỡ đâu. Thạch Thuần cười gì gì, hơn nữa ta cũng đâu có nói sai. Hạ Thiên lười phản bác, bởi vì Thạch Thuần nói đúng thật. Tiền thì thần tiên hội chúng ta không thiếu, chỉ cần Hạ tiên sinh đáp ứng làm hội trưởng, tất nhiên đều thuộc về ngươi. Ông lão thở dài, lại bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên nếu như chỉ mỗi tiền, chưa chắc Hạ tiên sinh ra tay. Lão già ta tặng cho Hạ tiên sinh 2 tin tức có thể sẽ khiến ngươi hứng thú, coi như là thành ý của ta. Tin tức gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Lão già há miệng muốn nói gì đó, bỗng dưng khựng lại rồi ho khụ khụ. Ninh Phi Diệp đứng bên cạnh lập tức lấy ra mấy viên đan hoàn màu đen từ trong túi áo, lại đi rót một chén nước cũng màu đen, kính cẩn đưa đến. Ông lão nhận nước và đan hoàn, trước tiên ăn nó kế đó mới uống nước. Nếu ông thực sự muốn chết thì chỉ cần ăn thêm mấy viên nữa, không đến một lúc là xong. Đúng lúc này Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Hạ tiên sinh quả nhiên ánh mắt sáng như đuốc, đây là thăng sát đan, là cổ phương được truyền từ tông môn ta. Sau khi ông lão uống hết nước đen đó, đẩy cốc ra một bên, vẻ mặt lộ ra biểu cảm đau khổ, thường xuyên dùng nó có thể giảm sinh cơ, nâng cao tử khí trong cơ thể. Chỉ tiếc là đan hoàn càng ngày càng ít. Tác dụng đối với ta cũng thấp dần, cho nên dựa vào nó thật sự không thể thực hiện nguyện vọng của lão đây. Lạ vậy, Thạch Thuần có chút không hiểu, ý tứ vừa nãy của ông rõ ràng là vì thiếu sinh cơ lên mới xin chết, vậy tại sao còn sử dụng đan hoàn làm giảm sức sống? Vấn đề chính là ở đây, ông lão thở dài,
nếu nói rõ vấn đề này thì không thể không nhắc đến việc kéo dài sự sống của thần tiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không phải chứ, lại muốn kể chuyện xưa à? Dù sao đang chán mà, nghe thử cũng không sao. Ninh Nhụy Nhụy đúng là rất hứng thú với thần tiên, đặc biệt muốn biết tại sao Tiền Mẫn Mẫn lại trở thành dáng vẻ như hiện tại. Hẳn là ba vị đã từng nghe qua Tam Đại Bí Cảnh rồi nhỉ? Ông lão áo xám chậm rãi nói, sự sinh trưởng của thần tiên có liên quan đến ba bí cảnh đó. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, nàng sớm đoán ra được chắc chắn liên quan đến bí cảnh đó, nhưng cụ thể ra sao thì nàng không rõ. Trên địa cầu có Tam Đại Bí Cảnh, lần lượt là Thiên Cung, Quy Khư và U Minh, đều là nơi tràn ngập linh khí lại có vô số chân bảo tu tiên, nghe nói đều là động tiên được lưu truyền gần vạn năm. Ông lão áo xám dùng ngữ khí êm tai kể chuyện, đương nhiên người bình thường không biết cái gì là Tam Đại Bí Cảnh, chỉ có tu tiên giả và người có cơ duyên mới biết. Già ta không phải tu tiên giả, bởi vì gặp được một cơ duyên vào 500 năm trước, vào nhầm bí cảnh U Minh. Hả, Thạch Thuần nghe vậy có chút mê man, không khỏi hỏi, 500 năm trước, thế ngươi không phải ông rồi, mà là cụ của ông chứ? Không sao, lúc ta vào bí cảnh đã là hơn 60 tuổi, sau đó ở trong bí cảnh tuổi tác không tăng nữa. Ông lão cười nhẹ hai tiếng, nói với Thạch Thuần, ta bị vây trong bí cảnh U Minh tầm 2-300 năm. Sau đó bí cảnh xảy ra biến cố sụp đổ tất cả, người và sinh vật trong bí cảnh cũng bị chấn thương, bao gồm ta. Sau đó thì sao? Ninh Nhụy Nhụy nghe đến chỗ này không khỏi nhớ tới bí cảnh Quy Khư bị sụp đổ theo người thần bí áo đen tự bạo kia. Thạch Thuần hỏi, phải đó, sau đó sao ông có thể sống được? Khi bí cảnh sụp đổ, thì phần lớn linh khí giấu ở trong đó tự nhiên cũng sẽ phân tán khắp nơi. Ông lão áo xám tiếp tục kể lại. Cũng không biết có phải may mắn không, mặc dù già đây chết nhưng thân thể vẫn hoàn chỉnh, sau khi trải qua sự tẩy rửa của linh khí lại mơ hồ sống lại. Đương nhiên, sau đó ta lại cứu sống thêm mấy người giống ta. Nghe vậy Ninh Nhụy Nhụy không khỏi hỏi, bọn họ đều trở thành thần tiên gì đó ư? Không sai, ông lão gật đầu, cảm khái nói, chỉ cần chết ở trong bí cảnh, khi máu chảy hết được lượng lớn linh khí tẩy rửa cơ thể, người sống lại đều gọi là thần tiên. Những người đó đã chết một lần, hơn nữa không có máu tươi, muốn sống tiếp cần phải duy trì linh lực, lại vì có linh khí thẩm thấu vào cơ thể, cho nên cũng có được một vài năng lực hơn người bình thường. Vậy không tốt sao? Thạch Thuần nghĩ nghĩ, hâm mộ nói, không cần chịu phạt đã có năng lực hơn người. Ông lão muốn giải thích gì đó, kết quả lại ho dữ dội, chỉ đành đưa mắt nhìn Ninh Phi Diệp. Mấu chốt của vấn đề là linh khí. Đúng lúc này. Ninh Phi Điệp thay ông nói tiếp, đầu tiên, thần tiên muốn sống tiếp phải dựa vào sự nuôi dưỡng của linh khí, nhưng liên khí trên địa cầu gần như cạn kiệt, căn bản không đủ cho chúng ta. Thứ hai, nếu như không có linh khí thì chúng ta sẽ không chết đi, mà biến thành thứ như xác ướp, vẫn có ý thức và cảm giác chỉ là không động đậy được, chỉ có thể từng chút tích góp linh khí, chờ ngày khôi phục. Tiếp theo chính là yêu cầu linh khí của thần tiên sẽ càng ngày càng lớn, việc này gần như không thể thay đổi. Trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào thăng sát đan mà lão hội trưởng luyện chế miễn cưỡng cầm cự. Nhưng thật ra mỗi thần tiên đều có cực hạn, chờ ngày nào đó đến cực hạn này, vậy thì sẽ biến thành một xác ướp hằng cổ bất diệt, hoặc là nói biến thành một bức tượng điêu khắc chỉ biết thở. Tàn khốc quá đi, Thạch Thuần tưởng tượng ra cảnh đấy thân thể lập tức rét buốt, là ta thì cũng xin chết luôn. Ông lão áo xám lúc này cuối cùng cũng bớt ho, hắn nói với Hạ Thiên, ta sắp đến cực hạn rồi. Nhiều nhất chỉ còn nửa năm. Già đây không muốn rơi vào kết cục như thế, cho nên mới cầu xin Hạ Tiên Sinh giúp đỡ, mong được thành toàn. Ông à, thật ra ta còn một việc nghi ngờ. Thạch Thuần bỗng nhiên giơ tay. Ông lão cười nói, Thạch cô nương, ngươi cứ nói, không cần giơ tay đâu. Thạch Thuần vẻ mặt không hiểu hỏi, nếu như ngươi đã biết anh rể là thần y đệ nhất thiên hạ rồi, vậy thì ngươi trực tiếp xin hắn giúp đỡ xóa bỏ loại giới hạn đấy đi là được. Tại sao phải mong chết? Ông lão giọng điệu thản nhiên mỉm cười, bởi vì sống đủ rồi, cảm thấy sống phiền quá. Thạch Thuần đang ở độ tuổi thanh xuân không thể hiểu được lý do này, nhưng nhìn ông lão điềm nhiên như thế, lại vô cùng bái phục. Già đây cũng nói rồi, sẽ không để Hạ Tiên Sinh chịu thiệt. Lão giả nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt chỉnh trọng nói, ngoại trừ điều kiện là đưa thần tiên hội cho Hạ Tiên Sinh, ngoài ra ta sẽ tăng thêm hai tin tức cho ngươi. Một cái là về tiểu tiên giới,
một cái là về nghịch thiên bát châm, ta cảm thấy Hạ tiên sinh sẽ hứng thú. Hạ Thiên có chút cạn lời nói, hai tin tức đó ngươi cứ nói là được, gì mà hội trưởng với không hội trưởng. Lão đây cũng vì bất đắc dĩ thôi. Ông lão áo xám vẻ mặt đau khổ nói, trong thần tiên hội số lượng người tầm 300, nhưng cục diện nơi đó lại vô cùng phức tạp, nếu như ta còn sống thì có thể áp chế được, cơ mà một khi ta chết đi, chỉ sợ dẫn đến rối loạn to lớn. Cho nên cần phải có một người đến tiếp quản, theo ta thì chỉ có Hạ tiên sinh làm được điều đó. Hạ Thiên vẫn là câu nói kia, ta có thể xử lý, nhưng tại sao ta phải làm thế? Thế nên lão đây chuẩn bị hai tin tức, ông lão áo xám tỏ vẻ áy náy, cũng không phải ta không thành khẩn, thật ra trước đó chưa có ai liên lạc với Hạ tiên sinh, lại nghe thấy đủ loại tin tức của ngươi, thế mới xuất hiện cách đó. Thạch Thuần vừa nghe đã biết chỗ then chốt, cũng chính là nói, ngươi muốn dùng hai tin tức này bảo anh rể xử lý hộ ngươi hai chuyện. Có thể nói như vậy. Ông lão trần trừ chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận. Vậy hiện tại bớt nói lời thừa thãi đi, trực tiếp nói hai tin tức kia ra. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu như thật sự có tác dụng với ta, thì ta có thể suy nghĩ hoàn thành hai chuyện này giúp ngươi. Tốt quá rồi, Hạ tiên sinh thật sự là đại ân nhân của ta và thần tiên hội. Lão giả kích động tiến lên hai bước, xem chừng đang muốn quỳ xuống, có điều bị Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần ngăn lại. Hạ Thiên thản nhiên nói, đừng chơi trò đó, nói thẳng đi. Được, ông lão được Ninh Phi Diệp dìu về chỗ ngồi, thở hổn hển rồi mới nói tiếp, đầu tiên là tin tức về tiểu tiên giới, chắc tầm 60 năm trước, tiểu tiên giới từng phái người đến giới thế tục mời chào lão đây, khi đó ta sợ bọn họ có ý đồ khác nên từ chối. Lần này tiểu tiên giới sẽ phái sứ giả đến Trung Nam Sơn để tham gia đại hội ẩn tiên, ta có thể nói thân phận thực sự của sứ giả đó cho ngươi biết. Tin tức này không có tác dụng gì với ta cả. Hạ Thiên nghĩ trong chốc lát, thẳng thừng lắc đầu nói, chỉ cần sứ giả gì đó đến Trung Nam Sơn là ta sẽ có cách biết thân phận của hắn. Lão đây tất nhiên tin tưởng Hạ tiên sinh có năng lực đó. Ông lão áo xám ngược lại không vì vậy mà hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh bổ sung, nhưng tin tức ta cung cấp có thể giúp Hạ tiên sinh bớt chút thời gian. Hạ Thiên tỏ vẻ không quan tâm, tin tức này miễn cưỡng được, nói tiếp cái sau đi. Tin tức thứ hai là liên quan đến nghịch thiên bát châm. Lúc này ông lão có chút căng thẳng, nói rằng, theo mấy trăm năm nay ta điều tra, tam đại bí cảnh ở trên địa cầu đều liên kết với một nơi, hình như nơi đó là một tòa tiên mộ, bắt nguồn từ hàng vạn năm trước, nghịch thiên bát châm ở địa cầu có khả năng là do tiên nhân mang tới. Tin tức này ngược lại có chút thú vị. Hạ Thiên cười hì hì, cơ mà sao ngươi lại biết những việc này? Lão giả thành khẩn nói. Năm đó lúc ở trong bí cảnh quy khư, từ trong miệng một tiểu cô nương tự xưng Lăng Linh biết được. Lăng Linh, Ninh Nhụy Nhụy lập tức nhớ đến cô nương váy hoa nhí mà nàng và Hạ Thiên gặp được ở bí cảnh dưới biển, hình như cũng tự xưng là Lăng Linh, cuối cùng cũng là nàng ta âm thầm ra tay với Hạ Thiên ép người thần bí áo đen không thể không tự bảo nguyên thần. Hạ Thiên đương nhiên cũng nghĩ tới cô nương váy hoa nhí, có chút tò mà lẩm bẩm nói, khi đó sao nàng không nói việc này với ta. Xem ra hai vị cũng đã gặp cô nương đó rồi. Ông lão áo xám nhìn vẻ mặt của Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, ra đây gặp nàng tại bí cảnh U Minh, Tiểu Diệp gặp ở bí cảnh Thiên Cung, mà các ngươi lại gặp nàng ở bí cảnh Quy Khư, điều này cũng đủ chứng minh ba bí cảnh đó thực ra là cùng một nguồn gốc. Nếu bí cảnh Quy Khư và U Minh đã sụp đổ, vậy không nói tiến vào tiên mộ gì đó chỉ có thể đi vào từ bí cảnh Thiên Cung sao? Ninh Nhụy Nhụy biết khoảng thời gian này Hạ Thiên và Y Tiểu Âm đều luôn tìm kiếm tin tức về nghịch thiên bát châm, không khỏi gặng hỏi. Không sai, ông lão áo xám tiếp tục nói, có điều cửa vào của bí cảnh quy khư luôn bị nắm giữ trong tay ẩn thế tiêu gia, người khác hoàn toàn không biết. Việc này không thành vấn đề. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thản nhiên nói, hai tin tức của ngươi bất kể là từ tính thực dụng hay tính bí ẩn đều thiếu thú vị, cơ mà ai bảo ta trông đẹp trai như này. Vợ băng băng trước đây cũng thường dặn dò ta phải làm nhiều việc tốt hơn, miễn cưỡng giúp ngươi một lần đấy. Hạ Thiên vừa nói xong, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cây châm bạc, tùy tiện đâm mấy phát lên người ông lão, rồi bỗng dưng để lại cái châm trong huyệt vị sau đầu. Trước giờ ta không dùng châm pháp chủ động giết người, trừ những đồ đần đến trêu chọc ta. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ không quan tâm gì, cho nên một châm này ta không giết ngươi, chỉ là biến ngươi thành người bình thường.
châm còn thì ngươi có thể sống tiếp, muốn chết thì rút châm ra. Thế thôi, ngươi tự mà giải quyết. Ông lão áo xám cảm nhận cơ thể một chút, phát hiện cỗ sát khí đọng trong cơ thể đã không còn bóng dáng nữa, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, thế là cúi người với Hạ Thiên thật sâu, lòng tốt của Hạ Tiên Sinh, già đây thực sự vô cùng cảm kích. Khỏi nói lời thừa thãi đi, Hạ Thiên khoát tay, nói với Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, đi thôi, chúng ta còn phải đến Trung Nam Sơn. Ba vị không cần vội, ta bảo Tiểu Diệp đích thân đưa ba vị đến núi. Ông lão kia đứng dậy, lại đi vào thư phòng lấy ra một cái hộp cỡ bàn tay ở trong két bảo hiểm, Hạ Tiên Sinh, đây là con dấu của thần tiên hội, còn có tư liệu của các thành viên, bây giờ ta giao nó cho Hạ Tiên Sinh. Hạ Thiên bĩu môi, bỏ đi, ta không hứng thú. Thứ này ngươi tự giữ đi, bỗng dưng hắn chỉ tay vào Ninh Phi Diệp, nếu không thì cho hắn cũng được, ta lại không muốn. Nói xong, Hạ Thiên trực tiếp dẫn Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần rời đi. Ông lão áo xám liếc nhìn đám Hạ Thiên rời khỏi, xoay người nhìn Ninh Phi Diệp, nếu Hạ Tiên Sinh đã dặn dò như vậy, thì ngươi sẽ là hội trưởng kế tiếp. Lão hội trưởng, ngươi suy nghĩ lại đi. Ninh Phi Diệp nhất thời được sủng mà sợ, vội vàng xua tay, ta nào có năng lực gì, thực sự không gánh vác nổi. Ta vẫn nên thờ phụng bên cạnh ngài thôi. Bây giờ ta chỉ là một lão già bình thường, ngươi ở lại bên cạnh ta cũng không có ý nghĩa gì. Ông lão áo xám lập tức đưa cái hộp cho Ninh Phi Diệp, nét mặt chính trọng dặn dò, ngươi là ứng cử viên do Hạ Tiên Sinh chỉ định, vậy thì phải thành tâm thành ý làm việc cho Hạ Tiên Sinh. Ngươi phải luôn ghi nhớ, Hạ Tiên Sinh là chủ thể chân chính của thần tiên hội, cũng chỉ khi đi theo hắn các ngươi mới có tương lai. Hiểu chưa? Hiểu rồi, Ninh Phi Diệp nghe rõ mồm một, thế là không chần chừ nữa, lập tức quỳ xuống. Hạ Thiên dẫn theo Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần chậm rãi đi ra khỏi sân. Nói chuyện sao rồi, Tiền Mẫn Mẫn đứng trong sân viện thấy ba người đi ra, không khỏi lên tiếng hỏi. Ninh Nhụy Nhụy liếc nhìn Tiền Mẫn Mẫn, thản nhiên nói, người hy vọng thế nào? Đương nhiên không có việc gì là tốt nhất, Tiền Mẫn Mẫn cười nhẹ hai tiếng, vô cùng nghiêm túc nói, ta thừa nhận trước kia ta vô cùng ghen tị với ngươi, cũng đổ hết tất cả thất bại của bản thân lên ngươi. Nhưng những ân oán đó đã kết thúc khi ở trong bí cảnh dưới biển. Ngươi không phải Ninh Nhụy Nhụy trước kia, ta cũng không phải Tiền Mẫn Mẫn trước kia, cho nên ngươi không cần phải để ý, ta cũng đâu có lý do gì để sinh ra thù oán với ngươi. Ngươi đang muốn hòa giải đúng không? Ninh Nhụy Nhụy có chút buồn cười nói. Ngươi có thể cho là như thế. Tiền Mẫn Mẫn gật đầu, thật ra từ đầu đến cuối chúng ta đều không ở cùng một thế giới, chỉ là trước đó ta không hiểu. Bây giờ ta đã chết một lần, không cần phải làm bản thân của trước kia nữa. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, tha thứ cho ngươi là không thể, nhưng ta có thể chọn không quan tâm đến ngươi. Ngươi muốn như nào là việc của ngươi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta là được. Ngươi đã rất độ lượng rồi, Tiền Mẫn Mẫn mỉm cười, vì phần rộng lượng này của ngươi ta tặng ngươi một tin tức. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, tin tức gì? Có người muốn giết ngươi ở Trung Nam Sơn. Tiền Mẫn Mẫn trả lời, cụ thể là ai thì ta không rõ, có điều tin tức là thật. Tin tức này không có tác dụng gì cả. Hạ Thiên lười biếng khoát tay, có ta ở đây, bất kể là ai cũng không thể làm hại tiểu muội chân dài. Tiền Mẫn Mẫn không khỏi hâm mộ nói, đúng vậy, coi như ta lắm mồm đi. Ba vị mời lên xe, ta đưa các ngươi đến Trung Nam Sơn. Đúng lúc này, một chiếc xe ben màu đen từ gara đỗ ở cửa viện. Ninh Phi Diệp kéo cửa xe nói với ba người Hạ Thiên. Ba người cũng không từ chối, trực tiếp lên xe. Xe rất nhanh thì ra khỏi khu biệt thự này, chậm rãi hướng về Trung Nam Sơn. Chấm chấm. Trung Nam Sơn, An Tâm Quán. Đồ ta bảo ngươi chuẩn bị sao rồi? Một đạo sĩ trung niên dung mạo tuấn lãng quát hỏi tiểu đạo cô đang quỳ trước mặt. Tiểu đạo cô đang quỳ vội vàng gật đầu, bẩm quán chủ, đã chuẩn bị xong cả rồi. Ông già kia có an phận không? Đạo sĩ trung niên hất phất trần, tiếp tục hỏi một câu. Lão quán, à, ông già ấy rất hiên tính, không gây chuyện. Tiểu đạo cô hoang mang trả lời. Rất tốt, đạo sĩ trung niên sờ hai cái râu của mình, trịnh trọng cảnh cáo, ngươi phải nhớ kỹ, bần đạo mới là quán chủ của An Tâm Quán, lão già kia đã sớm thoái vị quy ẩn từ 30 năm trước, hiểu chưa? Niệm tâm hiểu rõ. Tiểu đạo cô đang quỳ trên đất không dám nói thêm một câu.
Đạo sĩ trung niên hài lòng gật đầu, lại dặn dò, hai ngày nữa sẽ có một nữ nhân tên Ninh Nhụy Nhụy đến đây, ngươi phải tiếp đãi nàng thật tốt, nếu như nàng muốn giao thứ gì vào trong quán, ngươi có thể dẫn nàng đi gặp ông già kia trước, sau đó mang đến hậu viện gặp ta, thứ tự này không thể nhầm lẫn, nhớ chưa? Tiểu đạo cô nghiêm túc trả lời, niệm tâm nhớ kỹ. Được, ngươi lui xuống đi. Đạo sĩ trung niên xua tay ra hiệu tiểu đạo cô đó lui xuống, một lúc sau hắn bỗng dưng lẩm bẩm gì đó, Ninh Nhụy Nhụy dễ đối phó, nhưng nam nhân đó không phải kẻ tốt lành gì, các ngươi thật sự nắm chắc chứ? Dưới Trung Nam Sơn, Ninh Phi Diệp đưa đám Hạ Thiên vào một tiểu viện kiểu nông thôn. Hạ tiên sinh, căn phòng này là một trong những sản nghiệp của thần thiên hội, mong các vị an tâm ở đây, sẽ không có phiền phức gì cả. Sau khi xe dừng lại, Ninh Phi Diệp từ gara bước ra, nói với ba người Hạ Thiên, trong viện có đầu bếp, dì quét dọn, còn có bốn vệ sĩ, nếu như có việc gì khác cần dặn dò thì cứ gọi ta. Ngươi không về chăm sóc ông sao? Thạch Thuần có chút lo lắng nói, ông trở thành người bình thường hẳn là càng cần người chăm sóc chứ. Bên Diệp lão có người chăm sóc đặc biệt, hơn nữa Tiền Mẫn Mẫn tiểu thư cũng sẽ thường đến thăm ông, sẽ không có chuyện gì cả. Ninh Phi Diệp cười giải thích, ngày mai chính là đại hội ẩn tiên, ta ở lại đây cũng có thể giúp Hạ tiên sinh xử lý vài việc vụn vặt, tránh cho có mấy phiền phức không tiện. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần thấy Ninh Phi Diệp cũng đã nói thế rồi, đương nhiên không nhiều lời nữa. Còn về Hạ Thiên thì hắn chẳng hứng thú với vấn đề Ninh Phi Diệp có ở lại hay không, càng không có ý kiến với việc gì xảy ra. Không đến một lúc, Ninh Phi Diệp rất thức thời rời đi. Ba vị cũng đến tham gia đại hội ẩn tiên tại đây sao? Đúng lúc này, trong viện cách vách đột nhiên có một nữ nhân áo xanh duyên dáng xuất hiện, nàng đứng bên tường rào, hàm chứa ý cười nhìn ba người Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy đánh giá nữ nhân này, mỉm cười trả lời, người dùng từ cũng. Là nói ngươi đến tham gia đại hội ẩn tiên gì đó sao? Đúng vậy, nữ nhân áo xanh vẫn duy trì nụ cười hiền hòa, ta thấy ba vị tài hoa nội liếm, khí vận kéo dài, rõ ràng là người tu đạo, mọi người sao không thẳng thắn trao đổi chút nhỉ? Hạ Thiên thuộc dạng có gì nói đấy, há mồm đáp trả một câu, trông ngươi xấu quá, không muốn giao lưu. Ngươi, nữ nhân áo xanh tức giận đến mức không nói lên lời, có điều rốt cuộc vẫn là người tu đạo. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, đúng, lão tử ta đúng là không sánh bằng hai vị trẻ đẹp xinh xắn bên vị tiên sinh này. Nhưng chúng ta chỉ trao đổi chuyện tu hành mà thôi, cần gì phải ghét bỏ người ta xấu chứ? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười hòa giải thay Hạ Thiên, vị đại tỷ này, ngươi đừng để ý chi, tính cách của hắn bộc trực thế đó, có gì nói đó, thường đắc tội người khác. Nữ nhân áo xanh có chút hạn héo lời nói, lời này của ngươi hình như cũng đắc tội người ta lắm đấy. Hắn nói cũng đúng, là ta trông xấu thật. Ta không có ý này. Ninh Nhụy Nhụy lúng túng giải thích. Không sao, ta không để ý người khác bình luận tướng mạo của ta. Nữ nhân áo xanh rộng lượng khoát tay, vừa cười vừa nói, nếu đều là người trong tu hành vậy thì cần gì phải câu nệ tam quan của thế tục. Mọi người quen biết nhau là duyên phận, chỉ bằng cùng nhau uống trà, nói chuyện chút, được không? Ninh Nhụy Nhụy trước giờ luôn đề phòng với loại nữ nhân lai lịch không rõ, nàng không muốn để ý đến người này, chỉ đành hờ hững nói, không cần đâu, chúng ta còn có việc phải làm, lần sau đi. Cũng được, vậy hẹn lần sau. Nữ nhân áo xanh cũng không kiên trì, chỉ cười hai tiếng, sau khi xoay người lại bổ sung thêm một câu, nếu như ta không nhớ nhầm thì căn phòng của các ngươi buổi tối sẽ có quỷ đến trêu, phải cẩn thận chút nhé, ha ha ha. Ý. Nhụy Nhụy tỷ, nàng nói phòng chúng ta có quỷ phá. Thạch Thuần há to miệng vẻ mặt kinh ngạc. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi mỉm cười, vuốt ve đầu Thạch Thuần, đừng lo lắng, nữ nhân đó chắc chắn đang nói vớ vẩn, dù cho thật sự có quỷ quấy phá cũng không cần sợ, có ta và anh rể ngươi ở đây mà. Ta không sợ, Thạch Thuần hai mắt phát sáng, vô cùng hưng phấn nói, từ bé đến lớn ta chưa từng gặp quỷ, nếu như có quỷ vậy thì tốt quá, ta nhất định sẽ bắt vài con để chơi. Ninh Nhụy Nhụy cạn lời xoa trán, nàng suýt nữa quên mất tính cách của vị cô nương này giống Hạ Thiên, căn bản không sợ trời không sợ đất, mất công vừa rồi nàng còn lo lắng cho Thạch Thuần. Quỷ gì đó hình như buổi tối mới có thể ra, Thạch Thuần móc điện thoại ra xem thời gian, có chút thất vọng nói, giờ mới buổi trưa, còn tận mấy tiếng nữa mới tối. Thuần nha đầu, cho dù đến tối cũng vô dụng, Hạ Thiên bĩu môi,
trên thế này không hề có quỷ. Thạch Thuần nghiêng đầu, có chút không hiểu hỏi, anh rể, sao ngươi chắc chắn vậy? Ngay cả tu tiên giả cũng có, tại sao lại không có yêu ma? Hạ Thiên lười biếng trả lời, bởi vì nơi này là địa cầu, cho nên không có. Đây là đạo lý gì? Thạch Thuần không rõ. Ninh Nhụy Nhụy cười nói, hắn nói không có thì là không có, ngươi hỏi nhiều làm gì? Thế thì không phải tối nay sẽ chán lắm à? Thạch Thuần thở dài, không khỏi lắc đầu, còn tưởng rằng sau khi đến Trung Nam Sơn có thể xóa chút. Không cần suốt ngày nghĩ chơi bời. Ninh Nhụy Nhụy đánh đầu Thạch Thuần, nhắc nhở nói, chúng ta đến Trung Nam Sơn là có chính sự phải làm. Thạch Thuần cười hì hì, là chính sự của các ngươi, ta đâu có đâu, ta chỉ đến đây chơi thôi. Ngươi muốn đi chơi phải không? Ninh Nhụy Nhụy bỗng dưng mỉm cười, nói với Thạch Thuần, vậy ngươi đi với ta đến An Tâm Quán một chuyến. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút không hiểu, tiểu muội chân dài, ngươi dẫn theo Thạch Nha Đầu làm gì, hai chúng ta đi là được rồi. Ta đâu có nói dẫn theo ngươi. Ninh Nhụy Nhụy nói với Hạ Thiên, ngươi đi thì đoán chừng lại có mấy thứ phiền phức kéo đến. Lần này ta chỉ muốn đi trả đồ, sẽ lập tức quay về thôi, ngươi ở đây đợi đi. Được, không đi thì không đi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ninh Nhụy Nhụy có chút kỳ quái liếc nhìn Hạ Thiên, rõ ràng không ngờ được hắn lại dứt khoát như vậy, không khỏi hỏi, ngươi thật sự không đi à? Không đi, Hạ Thiên trực tiếp tiến vào phòng, ta ngủ một giấc. Có chút kỳ lạ, Ninh Nhụy Nhụy nhìn bóng lưng của Hạ Thiên, cảm thấy hắn không đúng cho lắm. Thạch Thuần vuốt cằm, dáng vẻ như thám tử Conan, nàng vô cùng nghiêm túc nói, anh rể đúng là không đúng lắm, xuất hiện trạng thái này chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Ninh Nhụy Nhụy tò mò hỏi. Chính là anh rể muốn dưỡng sức để tối nay ăn ngươi, hoặc là ăn ta. Thạch Thuần nghiêm chỉnh chỉ Ninh Nhụy Nhụy và mình, sau đó chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy, khả năng lớn nhất là muốn ăn ngươi, suy cho cùng ta vẫn còn nhỏ, anh rể sẽ không làm việc tàn ác như thế. Ninh Nhụy Nhụy hạn héo lời trừng mắt với Thạch Thuần, trực tiếp cho Thạch Thuần một chưởng vào gáy, còn lâu ta mới tin ngươi, sau này bớt nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó đi, cứ học điều xấu theo Hạ Thiên. Ấy, đau đau, Thạch Thuần sờ đầu, nhếch miệng nói, Nhụy Nhụy tỷ, ngươi muốn đánh ta thì nhẹ chút được không, phải biết rằng ngươi cũng là tu tiên giả, lực đạo rất mạnh đó. Ninh Nhụy Nhụy không thèm để ý nói, bớt diễn đi, chẳng nhẽ ngươi không phải tu tiên giả chắc. Khí lực gấp 10 lần cũng không làm ngươi đau được. Hí hí, không giả vờ thì sao Nhụy Nhụy tỷ sẽ dừng tay. Thạch Thuần cười hì hì nói. Không đùa nữa, đi thôi. Ninh Nhụy Nhụy biết tiếp tục ầm ý với nhà đầu này cũng không chiếm được của hời, có khi còn bị nàng trêu một trận ấy. Tóm lại chúng ta đi nhanh về nhanh, đi đưa đồ chắc là không tốn bao nhiêu thời gian. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần cùng nhau rời khỏi đình viện. Các nàng không biết rằng mọi hành động của hai người đã sớm bị người khác quan sát. Trong biệt thự tại sườn núi cách đình viện đám Hạ Thiên tầm 1.000 mét, có một đám người đang tụ tập. Hai nữ nhân đó đi rồi. Trên ban công, một nam tử cao to cầm kính viễn vọng nói với đồng bọn, đi báo cho bên trên, trong sân chỉ còn mình Hạ Thiên. Đồng bọn hắn vốn đang nhàm chán dùng tay quay con dao nhỏ, suýt nữa bị dao đâm vào tay, người nói cứ nói, đẩy ta làm gì. Tí thì phế bỏ cái tay. Đôi tay người không phế thì cũng chỉ có thể làm công việc may vá, có tác dụng quần què gì đâu. Nam tử cao to cười chửi một câu, sau đó lại nói, không phải biệt danh của ngươi là hoàng tử đôi chân sao, dùng tay làm gì? Đồng bọn bất mãn đáp trả, không phải ngươi cố ý tìm ta sao, muốn đánh nhau à? Đánh nhau thì để sau, trước hết đi truyền tin đã. Nam tử cao to lạnh lùng nói, nếu như làm hỏng việc của bên trên, thì ta và ngươi chết chắc, còn đánh đấm chi. Stop, tên Hạ Thiên đó cũng không phải kẻ ba đầu sáu tay, bên trên làm gì mà quan trọng thế. Đồng bọn vẻ mặt khinh thường, sau đó không để ý nói, theo ta thì cứ trực tiếp để chúng ta ra sân, phế bỏ tên đó là được. Nam tử cao to vẫn điềm nhiên như cũ, trên mặt không để lộ cảm xúc, đây là do bên trên dặn dò, chúng ta cứ làm theo thế đi, đừng lắm chuyện. Coi như tiểu tử kia may mắn, đồng bọn mắng một tiếng, xoay người đi vào trong phòng. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần đi trên một con đường dưới chân núi, tùy tiện tìm một bác gái người địa phương hỏi đường. Xin hỏi, người có biết An Tâm Quán ở đâu không? Ninh Nhụy Nhụy lên tiếng hỏi.
Bác gái nét mặt hoang mang lắc đầu, chưa từng nghe thấy an tâm quán gì đó, cô nương muốn dâng hương sao, có thể đến trùng dương quán trên núi. Được, cảm ơn, Ninh Nhụy Nhụy hơi cau mày lại, có chút không hiểu nói, kỳ lạ, sao lại không có ai biết an tâm quán nhỉ? Thạch Thuần cũng cảm thấy kỳ lạ, cất điện thoại, trên Google Map cũng không tìm thấy an tâm quán, Nhụy Nhụy tỷ, có phải ngươi nhớ nhầm tên rồi không? Không thể nào. Ninh Nhụy Nhụy lập tức phủ nhận khả năng này, tuyệt đối là an tâm quán, lúc các đạo trưởng nói Hạ Thiên cũng nghe thấy. Thạch Thuần thuận miệng nói, vậy vừa nãy ngươi còn không muốn anh rể đi theo, có hắn ở đây chắc chắn có thể tìm được. Hạ Thiên đúng là rất lợi hại, gần như không gì không làm được, nhưng chúng ta không thể việc gì cũng dựa vào hắn. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, nói với Thạch Thuần, việc nhỏ này chúng ta đâu phải không làm được, không cần phải phiền hắn. Cũng đúng, Thạch Thuần cười hì hì, trái lại đang rảnh rỗi mà, cứ từ từ tìm vậy, phong cảnh và không khí nơi này đều được, coi như đi dạo. Đúng lúc này, sau lưng bọn họ bỗng dưng có hai đạo sĩ một già một trẻ xuất hiện, người già tầm 70 tuổi, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhỏ thì tầm 13-14 tuổi, trông cũng rất lanh lợi đáng yêu. Hai vị cô nương đang tìm an tâm quán sao? Lão đạo sĩ nở nụ cười hiền từ, nói với Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần. Trùng hợp lão đạo cũng muốn đến đó, chỉ bằng kết bạn đi cùng. Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn lão đạo sĩ kia, không khỏi dừng bước chân lại. Hả, lão đạo trưởng biết an tâm quán sao? Thạch Thuần trái lại rất vui mừng, thế thì không cần phải đi tìm lung tung nữa. Lão đạo sĩ mỉm cười, vẻ mặt hiền từ nói, lão đạo tất nhiên biết chứ, lão đạo có quan hệ nhiều năm với quán chủ Khâu đạo trưởng của an tâm quán, lần này cũng vì nhận được lời mời của hắn qua đây làm khách. Xin hỏi lão đạo trưởng này, Ninh Nhụy Nhụy nhìn lão đạo trưởng, không khỏi lên tiếng hỏi thân phận hắn. Lão đạo trưởng thu hồi phất trần ở cổ tay, mỉm cười hét to một tiếng vô lượng thiên tôn, sau đó nói, lão đạo là quán chủ Cố Thanh Nham của Thanh Ngưu Cung tại Kỳ Sơn, các ngươi gọi ta Cố lão đạo là được, đây là đồ nhi nhỏ nhất của ta, tên Tiểu Thiền. Đến đây, tham kiến hai nữ Bồ Tát đi. Tiểu đạo sĩ vẻ mặt ngượng ngùng núp sau lưng lão đạo sĩ. Chỉ dám thập thò lướt trộm Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần. Ấy, tiểu đạo sĩ trông đáng yêu thế, bao tuổi rồi. Thạch Thuần tiến lên hai bước muốn trêu chọc đứa nhỏ này, kết quả vừa đến gần tiểu đạo sĩ này bỗng dưng nhe răng làm mặt quỷ với Thạch Thuần. Ha ha, vị cô nương này, chắc là ngươi dọa sợ hắn rồi. Cố lão đạo ôm tiểu đạo sĩ vào trong lòng, mỉm cười giải thích, từ sau khi hắn được sinh ra đã ở trong đạo quán, trước giờ chưa từng ra ngoài chưa từng gặp người. Cho nên cực kỳ nhát gan, mong hai vị thứ lỗi. Không sao, là ta có chút mạo phạm, Thạch Thuần thè lưỡi, hơi ngượng ngùng nói. Cố lão đạo khách sáo lại không bất lịch sự hỏi, không biết hai vị cô nương xưng hô sao nhỉ? Ta là Ninh Nhụy Nhụy, đây là em gái ta Thạch Thuần. Ninh Nhụy Nhụy lập tức giới thiệu bản thân và Thạch Thuần. Thì ra là Ninh cô nương và Thạch cô nương, cố lão đạo chậm rãi tiến lên sóng vai với Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy. Hai vị cô nương theo ta cùng đến an tâm quán đi. Ninh Nhụy Nhụy vừa cười vừa nói, là chúng ta phiền lão đạo trưởng dẫn đường. Cô nương khách sáo rồi. Cố lão đạo dẫn đầu, thuận miệng hỏi, không biết tại sao hai vị muốn đến an tâm quán nhỉ? Nhận phó thác của người khác, đưa đồ tới an tâm quán. Ninh Nhụy Nhụy hàm hồ trả lời. Mặc dù vẻ mặt cố đạo trưởng xuất hiện nét nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm, dù sao cũng là việc của người khác. Hắn cười nói, tầm 6-70 năm trước an tâm quán còn nổi tiếng, có điều sau khi trải qua một vài biến cố liền lụi bại, chỉ có những người tu đạo như chúng ta còn nhớ, người bình thường đã sớm quên rồi, cho nên các ngươi tìm thôn dân hỏi thăm cũng không có kết quả đâu. Vậy cũng có chút kỳ lạ, Ninh Nhụy Nhụy không hiểu, theo lý thuyết nếu như an tâm quán ở gần đây, vậy thì người trong quán cũng phải cần củi gạo dầu muối sống qua ngày chứ, không có đạo lý không giao tiếp với thôn dân gần đó. Bởi vì trong mắt thôn dân gần đây nó không gọi là an tâm quán. Cố lão đạo cười giải thích, vào 30 năm trước, địa phương muốn tích hợp khai thác ngành du lịch, thế là đã thống nhất quy hoạch tất cả đạo quán, chùa viện quanh đây, vì để thuận tiện quản lý nên đều thuộc về dưới trướng Trùng Dương Cung. Ví dụ như an tâm quán đã thành Nghinh Thiên Điện trong 18 điện Nam Lộc của Trùng Dương Cung. 30 năm qua đi, người nói an tâm quán đương nhiên không có ai biết. Nếu như ngươi nói là Nghinh Thiên Điện thì đảm bảo có người biết.
hóa ra trong đó còn có nhiều chuyện xưa như vậy. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, không quan tâm nói, quả nhiên thế sự xoay vần, ta nghe nói hình như An Tâm Quán rất nổi tiếng vào trăm năm trước. Đâu phải chỉ nổi tiếng, mà còn như sấm bên tai. Cố lão đạo ngước mắt nhìn phương hướng trước mặt, không khỏi cảm khái nói, năm đó An Tâm Quán là thánh địa trong tu hành của thế hệ ta, bất kể là Khâu quán chủ hay là lão quán chủ tiền nhiệm, cả hai đều là cao nhân tu đạo nổi danh một thời. Đáng tiếc, vậy trong An Tâm Quán có một vị đạo trưởng họ Cát không? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi hỏi. Họ Cát sao? Cố lão đạo ngây người một lúc, gương mặt tỏ vẻ cho dự, vị này lại chưa từng nghe qua, chờ đến An Tâm Quán cô nương có thể đích thân hỏi Khâu quán chủ. Ninh Nhụy Nhụy cũng không nghĩ nhiều, suy cho cùng lúc Cát đạo trưởng ở An Tâm Quán là vào trăm năm trước, sau đó không lâu liền tiến vào bí cảnh dưới biển, mà vị cố đạo trưởng trước mặt chỉ tầm 70 tuổi, chưa từng nghe cũng là điều bình thường. Lại đi một lúc nữa, rẽ mấy khúc cua, cố lão đạo bỗng dưng giơ tay chỉ vào một hướng, ở ngay đằng trước kia. Chính là căn phòng nhỏ tương đối rách nát đó sao? Thạch Thuần dương mắt nhìn, có vẻ thất vọng nói, hình như không phải nơi ở của cao nhân gì đó. Ha ha, Thạch cô nương nói sai rồi. Cố lão đạo mỉm cười, giải thích cao nhân trong tu đạo sẽ không để ý ăn mặc, nếu như thật sự ở nhà lầu cao ốc, vậy còn tu hành cái gì? Thạch Thuần không cho là đúng đối với quan điểm của cố lão đạo, cao nhân chân chính dù ở bất cứ đâu cũng chẳng sao. Không ngờ Thạch cô nương vậy mà thông minh như thế, ngược lại lão đạo ta tin tưởng điều đó. Cố lão đạo bất ngờ nhìn Thạch Thuần, không khỏi tán thưởng nói. Đi qua một sườn núi nhỏ, bốn người liền nhìn thấy một cổng viện tàn tạ. Cổng viện cao chừng 2 mét, tường vây xung quanh sụp đổ hơn nữa, chỉ dùng gốc cây và cành trúc miễn cưỡng sửa sang lại chỗ thiếu sót, cơ mà tấm biển trên cửa viện lại mới toanh, trên đó viết ba chữ lớn Nghênh Tiên Điện. Những người này mới thay tấm biển mới, sao lại không tu sửa cái viện này luôn đi? Thạch Thuần có chút không rõ hỏi. Cố lão đạo cực kỳ có kinh nghiệm với việc này, vừa cười vừa nói, bởi vì tu sửa tường viện và phòng ốc rất tốn tiền, hơn nữa ngoại trừ những nơi hương hỏa thịnh vượng ở Trùng Dương Cung có thể làm mặt tiền, thì những đạo quán khác đều duy trì bề ngoài như thế, còn có thể khiến du khách tin đây là nơi cao nhân ẩn sĩ. Được rồi, Thạch Thuần bĩu môi. Trong lòng vẫn không đồng ý lắm. Ninh Nhụy Nhụy sờ đầu Thạch Thuần, mỉm cười nói, chúng ta vào thôi, xử lý xong chuyện ta dẫn ngươi tới nơi náo nhiệt vui chơi, chịu không? Ta không sao cả, tính cách Thạch Thuần trời sinh thích náo nhiệt, cho nên không thích mấy chỗ lạnh lẽo như này, nhưng nàng cũng là cô nương hiểu chuyện, sẽ không vì vậy mà tức giận. Khâu đạo huynh có đó không? Lão cố lại đến làm phiền đây. Cố lão đạo còn ở ngoài cửa mà đã cười lớn tiếng. Giọng nói trung khí hữu lực, đừng nói truyền vào trong viện, coi như đứng cách xa hai dặm cũng có thể nghe rõ mười mươi. Quả nhiên là người tu đạo, Ninh Nhụy Nhụy âm thầm gật đầu, có điều nàng cũng nhìn ra được tu vi của cố lão đạo này không phải rất cao. Không qua bao lâu, trong việc truyền đến âm thanh trong trẻo đáp lại, sau đó liền thấy một tiểu đạo cô chừng 16-17 tuổi vội vàng chạy ra, hóa ra là ông cố đến, sư phụ và sư tổ đã sớm đợi người rồi. Là tâm niệm sao? Cố lão đạo thấy tiểu đạo cô không khỏi mỉm cười, lại phiền ngươi đến tiếp đón chúng ta, mấy ngày nay đoán chừng phải phiền ngươi nấu cơm cho chúng ta rồi. Đâu có, ông cố và em tiểu thiền có thể đến đây, ta vui mừng còn không kịp nữa. Tiểu đạo cô tâm niệm dùng một tay dìu cố lão đạo, một tay khác nắm bàn tay tiểu đạo sĩ, quay đầu lại mới thấy được Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy, kinh ngạc kêu lên ấy, còn hai vị khách quý nữa, ngại quá. Vừa nãy ta không nhìn thấy, thật sự thất lễ rồi. Không sao, không sao. Ninh Nhụy Nhụy thấy tiểu đạo cô muốn khom người xin lỗi các nàng liền khoát tay, chúng ta cũng không phải khách quý gì, chỉ là qua đây tìm quán chủ các ngươi có chút việc thôi. Hai vị cô nương này đến tìm sư phụ ngươi, được rồi, vậy cũng mời vào bên trong trước đã. Tiểu đạo cô tâm niệm cẩn thận dẫn cố lão đạo và tiểu đạo sĩ vào phòng khách, sau khi sắp xếp cho hắn một cái ghế trúc thoải mái. Lại nhanh chóng tiếp đón Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần. Thật ngại quá, sư phụ vừa ra ngoài. Tiểu đạo cô tâm niệm dâng trà nóng cho ba người lớn, rồi cho tiểu đạo sĩ một chai đồ uống, vô cùng áy náy nói, sức khỏe sư tổ không tốt, vừa mới ngủ rồi, để ta đi kêu hắn dậy. Ấy, đừng kêu hắn, nếu lão nhân gia đã ngủ thì chúng ta chờ là được. Lúc Ninh Nhụy Nhụy ở nhà thường chăm sóc ông nàng,
cho nên biết được mấy người già rất khó ngủ, nếu như gọi tỉnh dậy đoán chừng cả ngày sẽ không có tinh thần. Tiểu đạo cô tâm niệm trần trừ chốc lát, chỉ đành nhìn Cố lão đạo, Hạ Thiên vọng hắn cho nàng chủ ý. Ngươi cứ nghe lời của hai vị cô nương đi, Cố lão đạo cười uống trà, tâm niệm, ngươi không cần vội đâu, ngồi xuống nói chuyện với ông Cố một lát. Hả, được, tiểu đạo cô tâm niệm lập tức chuyển một cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh. Cố lão đạo tùy tiện hỏi, sư phụ ngươi đi đâu? Lúc sáng sư phụ tu hành ở hậu viện, kết quả có điện thoại bên Trùng Dương cung gọi đến, nói có việc quan trọng tìm sư phụ. Tiểu đạo cô tâm niệm trả lời, sư phụ cơm chưa ăn đã ra ngoài luôn, chắc là sắp về rồi. Trùng Dương cung à, Cố lão đạo lắc đầu, đoán chừng là có liên quan đến, nói đến đây. Có lão đạo đột nhiên dương mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, sau đó chuyển đề tài, không sao, vậy chúng ta ở đây chờ. Ninh Nhụy Nhụy rõ ràng cảm thấy Cố lão đạo này có chút phòng bị không rõ với nàng và Thạch Thuần, chỉ là không biết từ đâu. Còn chưa hỏi quý danh của hai vị khách quý là, tiểu đạo cô tâm niệm lúc này mới nói với Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần. Thạch Thuần dành trả lời, ta là Thạch Thuần, đây là tỷ tỷ ta Ninh Nhụy Nhụy. Chúng ta có chút việc muốn tìm quán chủ các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy, ngươi là Ninh Nhụy Nhụy sao? Tiểu đạo cô kinh ngạc nhìn Ninh Nhụy Nhụy, đôi mắt mở to. Ngươi biết ta sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút bất ngờ. Hả, không biết, tiểu đạo cô tâm niệm vội vàng lắc đầu, có điều vẫn giải thích một câu, lúc sư phụ sắp đi có dặn dò ta, hai ngày nay sẽ có tiểu thư tên Ninh Nhụy Nhụy đến đây, bảo ta đến lúc đó cẩn thận tiếp đãi nàng. Chỉ là không ngờ ngài là Ninh Nhụy Nhụy tiểu thư, trông thật xinh đẹp. Ninh Nhụy Nhụy tự động xem nhẹ mấy từ không quan trọng, trực tiếp bắt lấy chỗ then chốt, nghi ngờ hỏi, sao sư phụ ngươi biết ta muốn đến? Phải biết rằng việc Ninh Nhụy Nhụy đi An Tâm quán, theo lý chỉ có nàng và Hạ Thiên, còn mấy nữ nhân bên cạnh Hạ Thiên biết, hơn nữa cũng không có khả năng tiết lộ ra, vậy tại sao quán chủ của An Tâm quán lại biết? Hạ Thiên thật sự đi ngủ. Hơn nữa còn ngủ rất là say, tuy không ngáy nhưng hô hấp vững vàng lại dài, rõ ràng ngủ cực kỳ ngon miệng. Đúng lúc này, cửa phòng Hạ Thiên có một đoàn khách không mời mà đến. Quần áo của bọn họ đều rất quái dị, bất kể đi đường hay hô hấp thì không hề có âm thanh phát ra, trong tay còn nâng một cái dương cũng kỳ lạ không kém. Những người này đi đến phòng Hạ Thiên cách khoảng 600 mét thì dừng lại, lấy đồ trong dương ra, thì ra là cái cột lóe sáng màu xanh. Bọn họ đóng những cái cột này xuống đất. Sau khi làm xong tất cả, những người này nhanh chóng tản đi, đồng thời cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hàng xóm của Hạ Thiên, chính là nữ nhân áo xanh quyến rũ đầy mình đang tiếp đãi hai vị khách. Các ngươi làm vậy có tác dụng sao? Nữ nhân áo xanh rót cho hai vị khách tách trà, có hơi không hiểu nói, căn cứ theo tư liệu thu thập được trước đó, cách này không hề có hiệu quả với hắn. Đối diện nữ nhân áo xanh là một nam tử ngoại quốc thân hình to lớn, có điều nói tiếng Trung rất nhuần nhuyễn, có tác dụng hay không phải thử mới biết. Hơn nữa trước đó chúng ta không chỉ thử nghiệm một lần, cho dù là tu tiên giả kim đan kỳ đỉnh phong cũng có 30% thành công. Một vị khách khác lại là nam tử trẻ tuổi châu Á tóc vuốt, khẩu âm tiếng Trung rất nặng, trải qua nhiều lần xác nhận, Hạ Thiên cũng chỉ có tu vi tầm kim đan kỳ, hơn nữa chúng ta còn mang theo 4 bình trầm thủy phương chu. Rồi thêm ba chúng ta tỏa chấn, không thể nào xảy ra sai sót. Vậy chưa chắc, đồ ngu Tả Thanh Long không phải đã chết sao? Nữ nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, thi thể bị kéo vào thiên đạo tổ để nghiên cứu, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nam tử ngoại quốc cau mày, cảnh cáo nói, không cần nhắc đến việc của Tả Thanh Long nữa, đó là do hắn tự chủ trương, không liên quan đến tổ chức, cũng không phải do ông chủ dặn dò. Nam tử châu Á khoát tay, thản nhiên nói, lão thương, ta cảm thấy Bích Lạc nói không sai, cơ thể của Tả Thanh Long được tổ chức cải tạo, nếu như để thiên đạo tổ tra ra cái gì, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc của chúng ta. Không cần lo lắng, phía thiên đạo tổ ta đã phái người đi thiêu hủy thi thể của Tả Thanh Long rồi. Nam tử ngoại quốc cau mày, nói với nữ nhân áo xanh, chuyện chúng ta cần làm bây giờ là cạy ra thứ ông chủ thấy hứng thú từ trong não Hạ Thiên. Thượng Bích Lạc, tác dụng của ngươi quan trọng nhất, nếu như không thể tiến vào trong giấc mộng của Hạ Thiên, vậy chúng ta mới thật sự là lãng phí công sức. Nữ nhân áo xanh cười ha ha, nở nụ cười tự tin, yên tâm đi, bọn họ vừa đến ta đã hạ ám thị với họ rồi,
đợi đến khi Trầm Thụy Phương Chu hoàn toàn giải phóng, ta liền có thể tiến vào trong giấc mộng của tiểu tử đó. Có điều trước lúc đó đừng để hai nữ tử kia quay về làm phiền ta. Yên tâm, phía An Tâm quán chúng ta cũng đã sắp xếp rồi. Nam tử châu Á mỉm cười, dùng tiếng Anh trả lời vấn đề của nữ nhân áo xanh. Nam tử ngoại quốc gật đầu biểu thị đồng ý, lại bổ sung thêm một câu, nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải là giết Hạ Thiên. Tên nhãi đó cực kỳ nhạy bén, có thể để ngươi tiến vào giấc mộng đã tốn rất nhiều sức lực, cho nên ngươi không thể để lộ tí sát khí và ý căm thù nào, phải nhẹ nhàng đi vào mộng ảo của hắn, sau đó nghĩ cách lấy được thông tin ông chủ muốn. Không gian đạo mộng à, ta từng xem rồi. Nữ nhân áo xanh cười hai tiếng, vô cùng kiêu ngạo nói, cơ mà ta giỏi hơn đám tiểu lý tử nhiều, mấy người bọn họ hợp tác còn không làm nên cơm cháo gì, mà một mình ta là đủ rồi. Trầm Thụy Phương Chu đã hoàn toàn sẵn sàng. Điện thoại trong ngực nam tử châu Á đột ngột rung lên, hắn lập tức nhắc nhở hai người. Được, vậy ta bắt đầu đây, hai người bảo vệ ta. Nữ nhân áo xanh không nói thêm, trực tiếp cởi sạch quần áo ra, sau đó đưa tay cạy một khối cạnh trên tường, bên trong lộ ra một quả cầu thủy tinh to mà trong suốt chứa đựng chất lỏng màu xanh, mà nàng ta trần truồng đi vào, sau đó lập tức nhắm mắt. Nam tử ngoại cuối gọi điện cho thuộc hạ, truyền lệnh xuống, trong phạm vi 1000m không được cho bất kỳ ai đến gần. Ta tới biệt thự trấn thủ, chỗ này giao cho ngươi. Nam tử châu Á dùng tiếng Anh dặn dò nam tử ngoại quốc, kế đó trực tiếp rời khỏi. Con mẹ nó, đồ quỷ giả mạo này lại dám ra lệnh cho mình. Nam tử ngoại quốc có chút khó chịu mắng một câu, sớm muộn cũng có một ngày ta đưa ngươi đi bầu bạn với Tả Thanh Long. Tuy nữ nhân áo xanh trông không quá đẹp, nhưng đúng là thân thể trời sinh mị hoặc, hơn nữa còn tu luyện đại mộng tâm kinh, vừa có thể khống chế ý thức, vừa có thể tiến vào mộng ảo của người khác. Lần này nàng muốn tiến vào trong mộng của Hạ Thiên, nghĩ cách trộm được toàn bộ nội dung của Nghịch Thiên Bát Châm. Tổ chức đã tính toán việc này gần 10 năm, trước đó tổ chức còn thăm dò Hạ Thiên nhiều lần, kết quả không những không có thu hoạch gì, mà còn tổn thất binh lực. Tóm lại cơ hội lần này thật sự rất khó, tâm huyết 10 năm của tổ chức và ông chủ tuyệt đối không thể hủy hoại trên tay nàng. Nữ nhân áo xanh chậm chậm loại bỏ tạp niệm, bắt đầu âm thầm khởi động đại mộng tâm kinh. Giữa ý thức mơ hồ bỗng dưng có một đạo ánh sáng chiếu thẳng vào mặt nàng, khiến nàng không thể không quay đầu. Chị họ, người không sao chứ? Bên cạnh bỗng dưng truyền đến âm thanh thân thiết hỏi thăm. Hả, nữ nhân áo xanh ngơ ngác, sau đó mở to mắt phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc xe mui trần phóng như bay. Bên cạnh còn có một cô bé trắng nõn đáng yêu đang ngồi, nàng mặc quần áo đơn giản, ánh mắt linh động có thần, đang quan tâm nhìn nàng. Ta không sao, có thể là quá nóng. Nữ nhân áo xanh thuận miệng đáp lại, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nàng đang tức giận vì hoàn cảnh mình đang ở. Nếu đây là trong mộng ảo của Hạ Thiên, thì cảnh tượng này hẳn là việc hắn trải qua trong thực tại. Có điều chắc chắn sẽ thay đổi ít nhiều, bởi vì đây là đặc tính của mộng ảo. Nếu muốn dùng đại mộng tâm kinh với Hạ Thiên, tất nhiên nữ nhân áo xanh hiểu biết rất rõ về cuộc sống của Hạ Thiên. Vốn nàng cho rằng sau khi tiến vào mộng ảo, có thể rơi trúng núi Thanh Phong, hoặc là ở thành phố Giang Hải, kết quả lại ở trong chiếc xe mui trần bên bờ biển. Cảnh tượng này rốt cuộc là đoạn lịch sử nào của Hạ Thiên? Tam ca cứ trách ta đã nói rồi mà. Trời nóng vậy mà lái xe mui trần ra ngoài, trông có ngốc hay không? Cô bé bên cạnh tức giận nói với tài xế trẻ tuổi. Tài xế cười khổ, đành phải giải thích, ta cũng hết cách mà, sự việc tương đối gấp gáp, trong gara chỉ còn mỗi chiếc này, ta có thể làm gì? Cuối cùng nữ nhân áo xanh cũng lấy được tin tức mình muốn trong cuộc đối thoại của hai người, nếu nàng đoán không nhầm thì cô bé này chính là tổng tài Tô Bối Bối hiện tại của tập đoàn Thần Y. Mà nam nhân trước mắt là ai thì nàng không quá rõ, mà thân phận hiện tại của nàng hẳn là đại tiểu thư Diệp Mộng Oánh năm đó của Diệp gia. Nếu nói như vậy, thì không phải rất nhanh sẽ gặp được Hạ Thiên sao? Mặc dù Diệp Mộng Oánh và Tô Bối Bối thường cùng nhau lái xe ra ngoài chơi, nhưng có thể khớp với ký ức của Hạ Thiên tất nhiên chính là tình huống lần đầu bọn họ gặp nhau ghi trong tư liệu. Đúng rồi, đúng rồi. Nữ nhân áo xanh âm thầm vỗ tay. Hạ Thiên với đám nữ nhân của hắn có rất nhiều ký ức đẹp đẽ, nhưng hôm nay tất cả đều ở khởi điểm, trong mộng cảnh vô thức xuất hiện cảnh tượng này cũng là bình thường. Chị họ, chị ở đó lẩm bẩm gì thế,
không phải say nắng chứ? Tô Bối Bối vừa nói vừa chìa tay sờ trán nữ nhân áo xanh. Không sao, nữ nhân áo xanh cười hi hi, bây giờ nàng còn đang làm quen tình huống, chỉ có thể cố gắng nói ít đi, trước tiên quan sát rồi hắn tính. Bíp bíp, tài xế ở hàng trước đột nhiên ấn còi liên hồi, trong miệng cũng không nhịn được mà phun một câu chửi thề, ngoá. Tô Bối Bối kỳ quái hỏi, nhị ca, sao thế? Đằng trước có tên khùng vậy mà chặn xe giữa đường, đúng là ngứa ra mà. Tuy nói thế nhưng tài xế vẫn giảm tốc độ xe lại, sau đó đạp phanh. Két, kèm theo tiếng phanh xe chói tay, chiếc xe dừng lại cách thiếu niên chặn xe 2 mét. Muốn chết à thằng kia, tài xế không khỏi thò đầu xe hét lên giận dữ với thiếu niên. Nữ nhân áo trắng dương mắt nhìn thiếu niên đó, tầm 1m7, dáng người cao gầy, trông cũng thanh tú, mặc áo cộc tay màu trắng bình thường, phía dưới mặc quần bò, không sai, đây chính là dáng vẻ 20 năm trước của Hạ Thiên lúc mới xuống núi. Người đi tới núi Trung Nam sao? Thiếu niên nở nụ cười bất cần đời. Nữ nhân áo xanh nghe thấy hai chữ núi Trung Nam lập tức cứng đờ, sau đó điềm nhiên như không, đây là mộng ảo của Hạ Thiên mà không phải ký ức của hắn, cho nên xuất hiện bắc sai về thời gian là điều bình thường. Nàng phải làm theo tự nhiên, lấy được tin tức của Hạ Thiên, sau đó nhân cơ hội này trộm tin tức quan trọng về Nghịch Thiên Bát Châm. Đi cái ông nội mày, núi Bát bảo mày đi không? Tài xế quát mắng một câu, trong giọng nói lộ ra chút khẩn trương. Thiếu niên cười hì hì, ta muốn đi nhờ xe. Nhờ cái, tài xế không vui đáp lại, lúc này nữ nhân áo xanh đập vào vai hắn, thản nhiên nói, để hắn lên xe. Bích Lạc, tên này không rõ từ đâu đến, nhớ đâu là cướp giật gì đó, vậy thì tài xế có chút bất ngờ nhìn nữ nhân áo xanh, nhỏ giọng nhắc nhở. Nữ nhân áo xanh giật thót, vội vàng hỏi, người gọi ta là gì? Bởi vì Hạ Thiên căn bản không biết tên nàng, sao ở trong mộng hắn lại có thể có nhân vật quan trọng dùng tên của nàng, chắc chắn xảy ra vấn đề ở đâu đó. Bích Lạc đó, sao thế? Tài xế vẻ mặt hoang mang, đại tiểu thư thượng gia tôi ơi, cô bị say nắng ngay cả tên mình cũng quên hả? Nữ nhân áo xanh càng cảm thấy lông tơ dựng lên, nói với Tô Bối Bối, vậy ngươi tên gì? Ta là Tả Thanh Long nha. Tô Bối Bối ngồi bên cạnh bỗng dưng biến thành một người đàn ông, nhe răng quát mắng, thượng Bích Lạc, các người vậy mà vứt bỏ ta như thế, nạp mạng đây. Hạ Thiên ở ngoài xe vẻ mặt nghi ngờ nhìn nàng. Loạn rồi, hoàn toàn loạn rồi. Rốt cuộc vẫn xảy ra sai sót, nữ nhân áo xanh mồ hôi túa ra, sởn cả tóc gáy. Nghĩ không ra, Hạ Thiên ở bên ngoài bỗng dưng cười hì hì. Giơ tay chỉ vào nữ nhân áo xanh, bởi vì đây chính là mộng ảo của ngươi. Cái gì, nữ nhân áo xanh sửng sốt, nàng trong thực tại bị sặc chất lỏng màu xanh. Không thể nào, nữ nhân áo xanh quả quyết phủ nhận khả năng này, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, liên kết của chúng ta không sai được, ngươi cũng tuyệt đối không thể tiến vào mộng ảo của ta. Hạ Thiên khinh thường bĩu môi, sắp xếp của mấy đồ ngu ngốc các ngươi như chơi trò trẻ con ấy, không có tác dụng gì với ta đâu. Ngươi cũng chỉ là kim đan kỳ thôi, nữ nhân áo xanh dù sao cũng tu luyện đại mộng tâm kinh, tâm trí không dễ sụp đổ như thế, rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, coi như Trầm Thụy Phương Chu không có hiệu quả, thì ngươi cũng không phá được cảnh tượng đại mộng, càng không thể tiến vào trong mộng ảo của ta. Cái gì mà đại mộng tiểu mộng, ở trước mặt ta chỉ là thứ còn con thôi. Hạ Thiên ngáp một cái, ta muốn xem thử các ngươi rốt cuộc muốn chơi cái gì, kết quả chẳng có gì thú vị hết. Nữ nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng, tuy không biết ngươi làm thế nào, nhưng ta sẽ không dễ bị ngươi lừa đâu. Hạ Thiên không cho là đúng, đừng tự rát vàng lên mặt, ngươi chưa đủ tư cách để ta lừa đâu. Hạ Thiên, ta không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại. Nữ nhân áo xanh cảm khái nói, không biết từ lúc nào đã biết tên của ta, còn dàn cảnh như vậy để dụ dỗ ta. Sau đó nàng chuyển đề tài. Nhưng đại mộng tâm kinh của ta đã tu luyện đến tầng thứ 3 rồi, chút vặt vãnh này của ngươi chưa lừa được ta đâu. Đúng là đồ đần, Hạ Thiên lắc đầu, đám đần các ngươi cứ nghe không hiểu tiếng người thế nhỉ, nếu như ngươi không tin thì ngươi tự thử đi, thử xem đây rốt cuộc là mộng ảo của ai. Nữ nhân áo xanh bỗng dưng ý thức được gì đó, nàng giơ tay khua khoắng, Tả Thanh Long ở bên cạnh nàng lập tức biến mất, sau đó xem mui trần gì đó, con đường bên bãi biển cũng biến mất không thấy đâu nữa. Xuất hiện trước mặt nàng chính là một địa lao u tốt,
ánh sáng duy nhất chính là bóng đèn cỡ lớn trên đỉnh đầu. Nơi này, nữ nhân đó trông thấy nơi này liền bộc phát sợ hãi từ sâu thẳm trong nội tâm, không, không thể nào. Tuyệt đối không thể. Hạ Thiên dương mắt nhìn xung quanh, cười hì hì nói, xem ra đây chính là nơi ngươi sợ nhất, có điều ngoại trừ hơi tối thì hình như không có gì cả. Đúng lúc này, bên ngoài căn phòng truyền đến tiếng bước chân chậm chạp. A, không thể nào, không thể, không, nữ nhân áo xanh bịt tai, ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ, ta đã sớm rời khỏi đây rồi, ta đã là một trong những tứ đỉnh trụ, đây là mộng, đây tuyệt đối là mộng. Có đáng sợ vậy không? Hạ Thiên ôm tay, có chút không hiểu. Rầm. Một tiếng vang lớn giống như búa sắt nện vào vách tường. Rầm, rầm, rầm. Búa sắt một cái lại một cái gõ lên vách tường, không hề dừng lại, cũng không có hành động khác. Hạ Thiên chỉ cảm thấy phiền, còn lại thì không có gì hết. Nữ nhân áo xanh lại lộ vẻ điên cuồng, đau khổ ôm đầu, toàn bộ gương mặt vặn vẹo, đừng đập nữa, ta không nghe thấy gì cả. Nhưng đáng tiếc, trả lời nàng chỉ có tiếc rầm, rầm, rầm vô tận. A, nữ nhân kia trực tiếp sụp đổ, sau đó ngất đi. Hạ Thiên nghi ngờ bĩu môi, không phải tu luyện đại mộng tâm kinh sao, tại sao yếu thế? Sau đó tiếng tách vang lên, đoạn mộng ảo này biến mất. A, nữ nhân áo xanh hét lên tỉnh lại từ trong mộng, nàng lại bị sặc vì chất lỏng màu xanh. Ngươi không sao chứ? Nam tử ngoại quốc thủ vệ ở ngoài phòng lập tức xông vào, quan tâm hỏi. Nữ nhân kia kinh hoàng bò từ trong quả cầu thủy tinh, miệng lẩm bẩm, hắn ta, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Nam tử ngoại quốc gấp gáp hỏi. Nữ nhân áo xanh nhìn xung quanh, cắn răng bò dậy, nhanh, nhanh đi, muộn sẽ không kịp đâu. Rốt cuộc ngươi làm sao? Nam tử ngoại quốc tràn đầy sự nghi ngờ giữ chặt nàng. Cảm giác được đối phương cả người run rẩy, thế là càng không hiểu, ngươi bình tĩnh trước đi. Không được, lập tức rời khỏi đây, không thể ở lại dù chỉ một phút. Nữ nhân áo xanh thậm chí quên cả mặc quần áo, trực tiếp đẩy nam tử đó ra tính chạy ra ngoài. Nam tử ngoại quốc kéo nàng lại, giận dữ nói, ngươi bình tĩnh cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi. Nữ nhân áo xanh tiện tay lấy ra một chai nước, uống hết, lúc này mới bình tĩnh lại, vừa nãy rõ ràng ta đã vào trong mộng ảo của hắn, kết quả tại đó hắn không những biết thân phận của ta, mà còn dẫn ta vào nhà tù của tổ chức. Không thể nào, nam tử ngoại quốc dứt khoát phủ nhận, tình hình trong tổ chức chỉ có tứ trụ chúng ta biết, người khác không thể biết được. Nhà tù đó cũng chỉ có chúng ta từng ở, sao hắn biết được? Vấn đề chính là chỗ đó. Nữ nhân nhớ đến lời nói của Hạ Thiên, mình mẩy run lên, có thể Hạ Thiên nói đúng, thật ra ta không phải vào mộng ảo của hắn, mà là hắn tiến vào mộng ảo của ta, còn đào được thứ đồ trong tiềm thức của ta, thật sự đáng sợ mà. Nam tử ngoại quốc nghe vậy cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn quả quyết nói, vậy tản ra, lập tức tản đi. Ta đi báo cho Cưu Lưu. Không cần báo, ta đến rồi. Nam tử châu Á đẩy cửa chậm rãi tiến vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.